Chào mừng bạn đến với kênh Holic Audio. Mời bạn tiếp tục theo dõi bộ truyện trọng sinh chi nữ tướng tinh, chuyển thể thành phim cầm nguyệt như ca của tác giả Thiên Sơn Trà Khách. Hãy để lại bình luận nếu bạn muốn kênh làm về chuyện hay sách nào nhé. chương 161, Nhân sinh khác biệt. Hai ngày sau, Liễu Bất Phong được an táng. Theo phong tục của Tế Dương, sau khi người qua đời, họ sẽ được đặt vào quan tài gỗ và thả xuống sông để thủy táng thuyền gỗ này còn được gọi là thuyền hồi hồn, vì người tế dương tin rằng thủy thần nương nương sẽ dùng thuyền này để chờ linh hồn người quá cố về bờ bên kia. Hỏa Yến đến tiễn đưa Liễu Bất Phong lần cuối. Liễu Bất Phong nằm trong quan tài gỗ với vẻ mặt bình tĩnh, không biết trước khi chết ông đã nghĩ gì, chỉ thấy khóe miệng ông vẫn mỉm cười. Hỏa Yến cầm hoa thả từng bông xuống thuyền gỗ. Mối quan hệ thầy trò giữa Hỏa Yến và Liễu Bất Phong thực ra rất ngắn ngủi. Chính Liễu Bất Phong đã cứu cô từ đống người chết, dạy cô sử dụng đao, tiễn và cưỡi ngựa. Ông kết hợp những kiến thức binh thư của mình với Hỏa Yến, từ đó thay đổi cuộc đời cô. Nếu không có Liễu Bất Phong đưa tay giúp đỡ, có lẽ Hỏa Yến đã chết trong sa mạc Mạc huyện từ lâu. Sau khi sống lại một đời, cô gặp lại Liễu Bất Phong, tưởng rằng đó là ân huệ của trời, nhưng mối duyên này như hoa phù dung sớm nở tối tàn, rất nhanh lại tan biến. Hỏa Yến tiếc nuối vì không nói nhiều hơn với Liễu Bất Phong, bây giờ để lại rất nhiều nuối tiếc cô chưa kịp hỏi về chuyện giữa liễu bất phong và mục hồng cầm cũng chưa kịp hỏi những nơi ông đã đi qua trong những năm qua cô cũng không có cơ hội tâm sự với liễu bất phong về những phiền muộn trong lòng mình trong cuộc đời mối quan hệ với người thân của hỏa yến không tốt lắm cha mẹ và họ hàng đều xa cách liễu bất phong vừa là thầy vừa là cha giờ cũng đã ra đi những núi tiếc trong nhân gian luôn nhiều hơn sự viên mãn điện hạ hỏa yến nghe thấy tiếng thôi việt chi sau lưng cô quay đầu lại thấy mục hồng cầm đang đến gần mục hồng cầm không mặc bộ y phục đỏ quen thuộc thay vào đó là một bộ đồ đen tóc dài được trải thành bím và đội một chiếc kim quan vẻ ngoài của cô vẫn xinh đẹp và mạnh mẽ như trước nhưng ánh mắt lại thêm phần mờ mịt điều này khiến cô trông như một đứa trẻ lạc đường tỏ ra yếu đuối hơn hỏa yến lùi lại để mục hồng cầm tiến lên phía trước đến gần thuyền gỗ trên thuyền bên cạnh liễu bất phong chỉ có một thanh kiếm và một cây đàn, sẽ cùng ông xuống mồ. Khi ông rời núi, ông đã mang theo vẻ thanh thoát, và khi rời thế gian, ông cũng không vướng bụi trần. Dù ông đã già, nhưng hình ảnh bạch y thiếu niên vẫn luôn trong tâm trí mọi người. Mục Hồng cầm kinh ngạc nhìn. Khi tiêu giác nói rằng liễu bất phong không còn ở đây, ban đầu cô không tin, sau đó là cảm thấy buồn cười, rồi cuối cùng là sự mờ mịt to lớn ập đến, khiến cô khó tin vào sự thật nhưng sự thật đã xảy ra rất nhiều chuyện không thể thay đổi theo ý muốn của con người cô không phải là một cô gái nhỏ không hiểu chuyện không thể cứ lừa mình dối người để tin rằng mọi thứ đều ổn vì vậy cô đã đến liệu bất phong chết để bảo vệ thành tế dương ông đã đặt trận tại miệng hồ lô và một mình chống lại hàng trăm kẻ địch khi ông chết không ai biết ông luôn như vậy không chịu nói gì đây là người đàn ông duy nhất cô từng yêu dù liễu bất phong có người khác trong lòng, họ đã xa cách nhiều năm, nhưng lo lắng vẫn là lo lắng, ông chết, mục hồng cầm vẫn đau lòng. Điện hạ. Hỏa yến tiến lên, mở lòng bàn tay. Ngài có nhận ra cái này không? Mục hồng cầm chậm rãi quay đầu, thấy trong tay hỏa yến là một chiếc vòng tay bạc. Chiếc vòng được mài bóng, có khắc một vòng hoa cúc dài. Hình ảnh tràn về trong đầu cô, như có giọng nói hiền từ vang lên bên tai. Cái này gọi là vòng duyệt tâm mua một cái mang cho người mình yêu, cả đời không rời xa. Liễu Thiếu Hiệp, nhanh mua một cái cho ta, nàng không phải là người ta yêu. Mục Hồng cầm nhìn chăm chăm chiếc vòng, như nhìn thấy món quà muộn màng, cổ hỏng cô nghẹn lại, giọng khàn hỏi. Ngươi làm sao có cái này? Sư phụ trước khi chết, luôn siết chặt chiếc vòng này. Ta nghĩ, nó rất quan trọng với ông. Hỏa Yến nhìn Mục Hồng cầm. Đây chính là vòng tay của Điện Hạ phải không? Mục Hồng cầm nhận lấy chiếc vòng từ tay Hỏa Yến, lầm bẩm Ta không biết. Làm sao cô có thể biết, những trò đùa đó đã rơi vào quên lãng từ lâu, hồi ức cũng không dám nhớ lại. Cô từng hỏi thằng Liễu Bất Phong rằng ông có thích mình không, nhưng bây giờ chiếc vòng này lại rõ ràng nói cho cô biết, Liễu Bất Phong từng có mình trong lòng. Cô làm sao dám tin? Làm sao có thể tin? Trong lòng Hỏa Yến cũng dâng lên một nỗi bi ai bất lực. Liễu Bất Phong đã đi, không ai biết chuyện năm đó ra sao nhưng cô vẫn muốn giải thích một chút cho liễu bất phong điện hạ ta luôn cảm thấy chuyện năm đó giữa ngài và sư phụ có lẽ có rất nhiều hiểu lầm hỏa yến nói nhưng bây giờ người đã không còn nếu điện hạ nhận ra chiếc vòng này xin hãy giữ nó nếu điện hạ thấy khó xử hãy để lại trong quan tài gỗ nhưng ta nghĩ hỏa yến nói nhỏ nếu sư phụ còn sống ông sẽ muốn ngài giữ lại một món quà chưa từng trao một lời giải thích muộn màng, một lời tỏ tình chân thành, có lẽ là điều ông nuối tiếc nhất khi còn sống. Nhưng nuối tiếc thì có ích gì, người đã chết, những ân oán liên quan cũng tan thành mây khói. Câu chuyện đến đây là kết thúc. Mục Hồng cầm nhìn chiếc vòng trong tay, một lát sau, cô chậm rãi nắm chặt tay, nói khẽ. Ta đã hiểu. Hỏa Yến nhìn cô, thấy cô định giữ lại chiếc vòng, trong lòng thoáng nhẹ nhõm. Cô không thể làm nhiều cho liễu bất phong, bây giờ chỉ có thể làm chuyện này. Quan tài gỗ được khép lại, thuyền đầy hoa giải, liệu bất phong từ ngày xuân rời núi, giờ lại trở về với ngày xuân. Nước sông đầy thuyền nhỏ đi xa dần, biến mất trong dãy núi xanh biếc. Bị ngạn là gì? Hỏa Yến khẽ hỏi. Ai mà biết, giống như năm đó liệu bất phong rời núi gặp mục hồng cầm nghe bà lão bán hoa nói về. Một đời một kiếp. Họ cười nhạo, năm đó chỉ cảm thấy đời người dài răng dặc nhưng gặp gỡ, chia ly vài lần, đời người cũng qua đi. Sau khi tang lễ của Liễu Bất Phong hoàn tất, Hỏa Yến và mọi người chuẩn bị lên đường trở về Lương Châu Vệ. Thôi Việt Chi đến tiễn họ, đứng trước cửa phủ, sắp xếp người khuân đồ lên xe ngựa không ngừng. Đây đều là đặc sản của Tế Dương, các người mang về nhiều một chút. Lương Châu không có những thứ này đâu. Lâm song hạ cầm quạt phe phẩy, nói. Cái này nướng thỏ cũng không cần mang đi đâu, đầy mỡ, trên xe ngựa cũng không tiện. Phải mang theo. Thôi Việt Chi rất kiên quyết. Các người cầm ăn dọc đường cho đỡ đói. Trung Phúc. Ông gọi quản gia tới. Quả hành chuẩn bị xong chưa? Xong rồi. Trung Phúc xách theo một túi quả hành đỏ tới. Đều rửa sạch sẽ. Trên đường đô đốc và cô nương khát nước ăn hai cái. Vừa giải khát lại ngon miệng. Hỏa Yến. Không biết tưởng họ đi dạo chơi hay gì. Thực sự là thỉnh tình không thể chối từ. Thực đủ rồi. Thôi đại nhân. Hỏa Yến cười nói. Nếu nhiều thêm chút nữa ta và đô đốc không còn chỗ ngồi. Thôi Việt Chi nhìn xe ngựa đã đầy, cuối cùng dừng tay, cười nói. "Được rồi, vậy thì thôi, các ngươi ở phủ thôi thời gian quá ngắn, nếu ở lâu hơn, ta nhất định dẫn các ngươi đi dạo hết tế Dương Thành." Nói đến đây, ông lại nghiêm túc cúi người chào Tiêu Giác và Hòa Yến. "Lần này, tế Dương Thành nhờ Tiêu Đô Đốc và Hòa cô nương cùng Liễu sư phụ mà giải nguy. Ơn này, thôi mỗ suốt đời không quên." bách tính tế dương cũng sẽ nhớ ơn các ngươi. Đời này, nếu có cần dùng đến thôi mỗ hoặc tế dương thành, thôi mỗ và bách tính nhất định không từ nan. Hòa cô nương, nếu có dịp, nhất định phải đến tế dương thành chơi nhé. Nói là tứ di nương của thôi Việt Chi, nàng cười nói. Lần sau ở lâu hơn, ta sẽ làm món ngon cho ngài. Nhị di nương nhìn tiêu giác, cười nhẹ nói. Tiêu đồ đốc cũng vậy. Vệ di nương chừng hai người kia một chút, Tiến lên nắm tay Hỏa Yến, dặn dò. Trên đường cẩn thận. Hỏa Yến cười gật đầu, đang nói chuyện, bên ngoài có người đến báo. Trung kỳ đại nhân, Mục Di mang người đến đây, muốn tiến Hỏa cô nương. Tiêu giác nhíu mày, Hỏa Yến hỏi. Tiến ta. Mục Di dẫn người đến, chính là nhóm người dự định cùng Hỏa Yến đốt tàu chiến ô thác. Trong nhóm 50 người này, 20 người đã hy sinh, nhưng còn lại một nửa. Giờ nghe Hỏa Yến sắp đi họ cùng Mộc Di đến cảm ơn. May nhờ có hòa cô nương. Một thanh niên gãi đầu. Nếu không chúng ta chưa chắc đã sống sót, trước khi cô nương đi, các huynh đệ muốn cảm ơn. Mộc Di lấy ra một khung gỗ, đưa cho Hòa Yến. Đây là món quà mọi người tặng Hòa cô nương. Hòa Yến nhận lấy, nhìn một chút, đó là một bức tranh khắc gỗ, trên đó khắc hình một nữ tướng cầm trường tiên, tóc dài buộc cao, tư thế hiên ngang. Hòa Yến nhìn hồi lâu, nghi ngờ hỏi. Đây là, ta, đúng vậy. Có người nói. Chúng ta góp chút tiền, tìm thợ giỏi nhất tế dương khắc ra. Dù không khắc được thần thái hòa cô nương, nhưng hình ảnh cô nương dùng roi đánh chìm tàu chiến ô thác thật làm người ta kích động hơn nhiều so với tranh này. Đúng vậy, tranh này chỉ khắc được dung mạo, không bằng vẻ đẹp thật sự của hòa cô nương. Tất nhiên, vẻ đẹp của hòa cô nương, thần tiên cũng không vẽ nổi. Những lời khen ngợi cuối cùng làm hòa yến đỏ mặt, tế dương nam từ nhiệt tình. Giờ nàng mới thực sự cảm nhận được. Thôi Việt Chi cười tươi. Mục Di nhìn Hòa Yến, nói: "Hòa cô nương nhất định phải về Lương Châu sao?" Hòa Yến ngẩn ra một chút, gật đầu. "Ta còn có việc quan trọng." "Vậy sao?" Ánh mắt Mục Di lộ rõ sự tiếc nuối, nhưng sau đó, nhìn thẳng Hòa Yến, nghiêm túc hỏi: "Sau này cô nương còn đến Tế Dương thành chứ?" Mục Di vốn tuấn lãng, khi nhìn Hòa Yến bằng ánh mắt chân thành lại hơi thẹn thùng, làm người ta không thể chịu nổi dù hòa yến ít để ý nhưng cũng hiểu được vài phần nàng có chút xấu hổ nhưng rất cảm động đối mặt với tình cảm chân thành ai cũng không thể thờ ơ được người khác yêu mến là một vinh dự ta rất thích tế dương thành nàng cười nhìn mục di sau này nếu có dịp nhất định sẽ lại đến mục di sướng sờ rồi gãi đầu cười ngây ngô đấy lâm song hạc lắc quạt ghé tai tiêu giác nói sớm nói rồi hòa muội muội như vậy, chắc chắn làm người khác yêu thích. Ngươi xem, nhiều người nhìn chằm chằm, ngươi cần phải giữ ký hòa muội muội. Tiêu giác cười. Mắt tốt thật, đương nhiên, vàng sẽ phát sáng. Lâm song hạt thu quạt. Hai người đang nói chuyện, lại có người từ trong phủ đi ra, đó là sở chiêu. Bên cạnh hắn, ứng hương cầm một bọc quần áo. Sở tứ công tử. Thôi Việt Chi ngạc nhiên. Thôi Việt Chi đã biết sở chiêu và tiêu giác không hợp nhau, lập trường khác biệt. Nhưng Sở Chiêu đưa binh phòng bức tranh và tin tức cũng có công lao. Tuy nhiên, Thôi Việt Chi thiên về tiêu giác hơn. Sở tứ công tử đây là muốn đi đâu?" Thôi Việt Chi hỏi. "Ta đến Tế Dương vì việc ô thác, việc xong, giờ cáo biệt." Sở Chiêu mỉm cười. "Không muốn làm phiền Thôi đại nhân, mấy ngày nay ngài bận rộn thanh lý chiến trường." Lâm Song Hạc nói nhỏ với Tiêu Giác. "Hắn biết nói chuyện thật." Thôi Việt Chi cười. "Sở tứ công tử khách sáo." Nên nói trước một tiếng, dù bận rộn ta vẫn có thời gian. Nhưng... Thôi Việt Chi nhìn tiêu giác. Sở tứ công tử xuất phát hôm nay, có thể đi cùng tiêu đô đốc, không lo tịch mịch. Tiêu giác nghe vậy, thần sắc lạnh lùng, không có chút hòa thuận giả bộ. Hỏa yến nghĩ thôi Việt Chi thật cứng nhắc, sở chiêu có lẽ cố ý chọn hôm nay để cùng đi. Tuy nhiên, nàng không ngờ, sở chiêu cười nói. Đúng vậy, chúng ta cùng đến Lương Châu Vệ. Lương Châu Vệ hỏa yến ngạc nhiên sở tứ công tử sao lại đi lương châu vệ tiêu giác nhìn sở chiêu tế dương chiến sự ta đã viết thư báo từ tương bệ hạ chỉ dụ đến ta sẽ ở lương châu vệ sở chiêu cười ta từ đầu đến cuối tham gia chuyện tế dương không nói tiếp mọi người đã hiểu thôi việt chi thầm nghĩ triều đình tranh đấu đến mức này không ngờ ô thác nhân cơ hội tiêu giác mỉm cười sở tứ công tử ở lương châu vệ được nhưng lương châu vệ ta định đoạt. Sở chiêu mỉm cười. Hắn không để ý sở chiêu nữa, lên xe ngựa. Hỏa Yến nhìn sở chiêu khác đi, người này, như cố ý. Cố ý mà không giấu giếm. Nàng hành lễ với sở chiêu. Sở huynh, ta lên xe ngựa trước. Không đợi sở chiêu nói, Hỏa Yến vội lên xe ngựa. Sở chiêu khiêu khích, tiêu nhị công tử không vui, nàng không muốn gây chuyện, nếu làm tiêu giác tức giận, không cho vào nam phủ binh, chuyến này coi như uổng công. Sở chiêu nhìn hỏa yến, ngạc nhiên, rồi cười Sau khi chào thôi Việt Chi, mới không vội lên xe Xe ngựa rời thành Lâm song hạc vén dèm nhìn ra ngoài Tế dương thành vừa qua chiến sự, không náo nhiệt như trước Nhưng dòng sông, thuyền cung vẫn yên tĩnh Không lâu nữa, sẽ trở lại náo nhiệt Đến lúc phải đi, lại cảm thấy thương cảm Lâm song hạc nhìn, thở dài Hỏa yến ôm chặt bức tranh gỗ, ngón tay miêu tả nữ tử mang phong thái nữ tướng quân. Tiêu Giác nhìn, châm chọc. Không sợ về lương châu vệ người khác thấy. Trước kia một người làm nàng khó xử, bây giờ bức tranh lớn lại xem như báu vật, không nhắc đến việc bị phát hiện là nữ. Nữ tử tâm tư thật khó hiểu. Ta có thể nói là tặng vị hôn thê, đó là đô đốc dạy ta. Hỏa Yến nói. Nhiều người như vậy, tình cảm như vậy, không thể chối từ. Nàng khiêm tốn, ánh mắt tự đắc. Tiêu Giác cười, nghiêng người rất được yêu thích. Xe ngựa dần đi xa. Mục Hồng cầm đứng bên bờ, nhìn thanh sơn xa dần, không thấy bóng thuyền hồi hồn. Thiếu niên xưa đã về với sông núi, còn nàng tiếp tục nơi này, lạnh lẽo điện thính, cao tỏa. Đây là trách nhiệm của nàng. Tiểu Điện Hạ đã trên đường về. Thị nữ nói nhỏ. Điện Hạ, chúng ta về phủ thôi. Mục Hồng cầm gật đầu, nhìn sông lần cuối, xoay người, váy giải uy nghi, cổ tay lóe sáng, rồi biến mất. Không biết có lữ khách nào, đội nón lá, cầm gậy trúc, đi bên sông hát, tiếng hát phiêu tán theo gió, xa dần. Người về vẫn niệm đình vi, nay ta lấy gì an ủi tịnh mịch. Khổ hàn niệm người áo mỏng, độc cưỡi ngựa dưới trang tàn. Biết nhân sinh phải biệt ly, nhưng sợ tháng năm trôi nhanh. Đèn lạnh nhớ ngày xưa, đêm mưa nghe điều hưu. chương 162, Hồi Doanh. Từ Tế Dương trở lại Lương Châu, mấy người đều không còn hứng khởi như lúc xuất phát sau khi vừa trải qua trận chiến kịch liệt ai nấy đều có chút mệt mỏi thúy kiều và hồng tiếu hai tiểu nha đầu được lâm xong hạc viết lại văn tự bán mình và trả lại tự do cho họ kèm theo một ít bạc để gửi về cho cha mẹ khi gần đi vì lo rằng đôi vợ chồng này không thật lòng họ còn nhắc đến danh tiếng của thôi việt chi hai tiểu nha đầu tuy lưu luyến không nỡ rời xa nhưng vì ở đây được đối đãi tốt không bị đánh mắng chủ tử lại nhân từ không phải nơi nào cũng có đôi khi làm một nha hoàn trong nhà tốt như vậy cũng dễ dàng hơn trong thời thế khó khăn này. Khi rời khỏi Lương Châu Vệ lúc mùa xuân chưa tới, trên đường trở về, bây giờ đã là đầu hạ. Hỏa Yến đã đổi sang mặc nam trang từ sớm, vì đi đường như vậy dễ dàng hơn. Lâm Song Hạc thỉnh thoảng còn đùa cợt. Muội muội hòa xinh đẹp thế này, tại sao lại phải mặc nam trang, thật là lãng phí. Hỏa Yến chỉ coi lời hắn nói là chuyện nhảm nhí. Ngày mùng 2 tháng 5, Tiêu Giác và Hỏa Yến đã đến Lương Châu Vệ. Dưới chân núi Bạch Nguyệt, tiếng thao luyện của binh sĩ vang vọng xa. Hỏa Yến nhảy xuống xe ngựa, nhìn về phía ngũ lộc hà và diễn võ trường, cảm thấy quen thuộc vô cùng. Mặc dù chỉ ở đây chưa đầy một năm, nhưng cảm giác như đã hoàn toàn quen thuộc với cuộc sống nơi này. Vừa đến, giống như chim mệt mỏi tìm thấy rừng cây, không nói nên lời sự an tâm. Tin tức trầm hãn đã chạy đến trước, giúp mọi người dỡ hàng từ xe ngựa nhìn thấy hỏa yến và tiêu giác bình an vô sự, lòng hắn lập tức nhẹ nhõm. Tế dương chiến sự đã qua lâu, nhưng nhớ lại hai vạn quân tế dương đối đầu với 15 vạn quân ô thác, cảm thấy thật kinh hoàng. Lo lắng trong lúc chiến đấu, có người bị thương, bây giờ thấy mọi người đều khỏe mạnh, hắn mới yên tâm. Đồ đốc đi đường mệt mỏi, hãy về phòng nghỉ ngơi trước. Trầm hãn nói, phòng đã được dọn dẹp sạch sẽ. Tiêu giác gật đầu, đang nói chuyện, thì một chiếc xe ngựa khác tới, dừng lại phía sau họ rèm xe được vén lên ứng hương vịn sở chiêu bước xuống trầm hãn sững sờ cái này sở tứ công tử tạm lưu lại lương châu vệ tiêu giáp nói cho hắn tìm một gian phòng rồi nhìn sở chiêu với giọng trào phúng vệ sở điều kiện gian khổ mong sở tứ công tử rộng lòng tha thứ sở chiêu chắp tay nói cảm ơn không dám tử lan vô cùng cảm kích tiêu giác không để ý quay người đi trước hỏa yến cũng theo sát Trình Lý Tố không còn ở Lương Châu Vệ, theo lý thuyết, phòng của Trình Lý Tố nên thuộc về chủ cũ. Tuy nhiên, tiêu giác dường như đã quên, và vẫn để nàng tắm rửa ở đó, tiện lợi hơn rất nhiều. Tất nhiên, tiêu giác không nói ra, Hòa Yến cũng giả vờ không biết, mang túi hành lý vào phòng Trình Lý Tố, ngay sát phòng tiêu giác. Trầm hãn mang quân sách tới, nói. Đây là nội dung huấn luyện những ngày qua, thuộc hạ đã sắp xếp lại. Đô đốc nghỉ khỏe rồi xem qua. Đô Đốc trở về, Nam Phủ Binh vẫn do Đô Đốc thao luyện, mấy tháng này, Lương Châu vệ binh trận cũng có hiệu quả tốt. Tiêu giác nhận quân sách, lật xem vài lần, trầm hãn nhìn vào phòng sát bên, thấy họ yến ngồi trên giường, bày ra bọc quần áo, tựa như đang chỉnh lý đồ vật mang từ tế dương về. Đồ vật không ít, từ ăn mặc đến đồ chơi nhỏ, trải khắp giường. Tiêu giác hoàn toàn không có ý ngăn cản, trầm hãn suy nghĩ, tiêu nhị công từ vốn giảng cứu thích sạch sẽ, phòng phải quét dọn hàng ngày. Trong quân những hắn tử tiếp xúc với tiêu giác cũng không dám tùy tiện. Chỉ có hỏi yến tùy ý như vậy. Tiêu giác không ngăn cản, chẳng lẽ quan hệ hai người, sau chuyến tế dương, lại tiến triển. Hắn đang suy nghĩ, không chú ý tiêu giác gọi, dương mắt nhìn, thấy trầm hãn nhìn chầm chầm hòa yến chỉnh lý bọc quần áo, liền nhíu mày gọi. Trầm hãn. Trầm hãn giật mình, lấy lại tinh thần, nói. Đô đốc, ta muốn viết tấu chương, Ngươi tìm người theo dõi Sở Tử Lan, có bất kỳ động tĩnh gì, lập tức báo ta." Trầm Hãn gật đầu rời đi. Hỏa Yến chờ Trầm Hãn rời đi, nằm xuống giường lộn một vòng, Tiêu Giác nhíu mày. "Ngươi là chó sao, đi đường lâu như vậy, mỗi ngày đều trên xe ngựa, cuối cùng cũng có thể ngủ ngon." Hỏa Yến lấy một quả khô trong bọc quần áo. "Đồ đốc, đây là thôi đại nhân Di Nương đưa cho ta, muốn chia cho ngươi một quả không?" "Tiêu Giác, không muốn." cũng là tấm lòng thành, ngươi không cần vô tình. Hỏa yến tìm khăn sạch bọc quả khô lại. Ta để trên bàn ngươi. Tiêu giác không quay đầu, lật quân sách trầm hãn vừa đưa. Hỏa yến nghĩ, làm tướng lĩnh cũng có khó xử, làm tiểu binh cũng có chỗ tốt, như bây giờ, nàng có thể nằm lăn trên giường, tiêu giác phải xử lý công việc. Hỏa yến nhìn tiêu giác, nghĩ tới một chuyện, hỏi. Đô đốc, ta muốn hỏi ngươi. Tiêu giác, nói. Hỏa yến ngập ngừng ngươi còn nhớ lúc ô thác công thành ngày đó ta với ngươi cùng phóng hỏa vốn nên bơi đến bờ nhưng ta sặc nước ngươi ngươi kéo ta lên sao nàng nhớ mơ hồ tựa hồ có ai đưa khí cho mình nhưng không mở mắt hoảng hốt cảm thấy người đó là tiêu giác nói ra quá không tưởng thứ nhất tiêu giác có thể làm vậy sao thứ hai mộng xuân thế này nói ra sẽ bị châm biếm tiêu giác ánh mắt khẽ nhúc nhích nói đúng hỏa yến dũng cảm hỏi Đồ đốc ngươi trừ kéo ta lên có làm gì khác tiêu giác không có hỏa yến khẽ giật mình không có sao hắn nhìn tới cười mở miệng vậy ngươi hy vọng ta làm gì ngươi lời này hỏa yến không có cách nào nói tiếp nàng cười chỉ nói không có ta chỉ thuận miệng hỏi trong lòng lập tức nghĩ quả nhiên mình làm mộng xuân may không nói thẳng ra nếu không thật sự rất mất mặt tiêu giác lại xem quân sách, ánh mắt hơi dao động, liếc hỏa yến ngồi trên giường, một lát sau, thu hồi ánh mắt. Không nói gì thêm. Sau khi chỉnh lý bọc quần áo xong, nhìn sắc trời, dự đoán diễn võ trường sắp kết thúc, hỏa yến liền đi ra ngoài. Từ mai, nàng phải khôi phục ngày huấn luyện, hôm nay có thể cùng các huynh đệ nói chuyện phiếm thêm vài câu. Vừa tới cửa diễn võ trường, buổi huấn luyện vừa kết thúc. Tiểu mạch hô lên. a à, hoặc ca, à, A à, Hòa Ca đã trở về. Lập tức mọi người xông tới. Quen hay không, Hòa Yến bây giờ tại Lương Châu Vệ đã nổi danh. Tiểu Mạch bị lấn sang một bên, Hòa Yến kéo hắn lại, Tiểu Mạch nói. A à, Hòa Ca, ngươi trở về lúc nào, không nói một tiếng. Ta nghe giáo đầu nói, ngươi và đô đốc tại Tế Dương đánh thắng trận, A à, Hòa Ca, ngươi thật lợi hại. Chuyện đã truyền đi nhanh như vậy, Hòa Yến còn đang ngờ, lại có người hỏi nghe nói tế dương chỉ có hai vạn quân, ô thác có 15 vạn. Hòa huynh, ngươi nói một chút đi, làm sao thắng được? Đúng, mau nói. Hòa yến cảm thấy, mỗi lần trở lại lương châu vệ, liền trở thành thuyết thư, kể chuyện. Bị vây quanh, đành ngồi trên lan can diễn võ trường, nói, mọi người yên lặng, yên lặng, việc này nói dài, trước cho ta uống nước. Lập tức có người đưa túi rượu ra. Ta có, uống ta, ngươi muốn ăn gì không? Bánh nướng, tốt rồi, ta nói, kỳ thật trận này không khó đánh, toàn bộ nhờ đô đốc chỉ huy, tế dương là Thủy Thành. Lương Bình nhìn xa xa, nói. Tiểu tử này bây giờ tại Lương Châu vệ danh tiếng nổi như vậy. Mã Đại Mai cười. Đây là chuyện tốt, tốt chỗ nào, Hòa Yến cùng đô đốc đi tế dương, trở về ngồi chung xe ngựa, ở chung coi như vui vẻ. Kể vai chiến đấu, người nghĩ, lần này trước mặt thượng tấu có thể sách hắn một bút tiểu công lao là có hắn một phần, thiếu niên này thân thủ tốt, tính tình sang sảng, theo đô đốc, đi lên là tất nhiên. Hắn tiền đồ không chỉ lương châu vệ một khối, lương châu vệ tạo quan hệ, không xấu. Mã đại mai vỗ vai. Ngươi phải nhìn xa, hắn chỉ có mười mấy tuổi. Lương bình lầm bầm. Sao lợi hại vậy? Mã đại mai cười không nói. Bên kia, nghe hỏa yến kể chuyện, phát ra tiếng thán phục. Dĩ nhiên là hỏa công. Quá nguy hiểm, không có gió làm sao, chẳng phải ngồi chờ chết. Hỏa Yến cười, không có gió, phải chiến đấu đến cùng. Chiến tranh phức tạp, không có tuyệt đối mạnh thắng yếu, chỉ cần thiên thời địa lợi, lấy ít thắng nhiều không khó. Mỗi chiến dịch, không ôm tất bại hoặc tất thắng tâm, trên chiến trường, thay đổi trong nháy mắt, không đến cuối cùng một khắc, thắng bại không biết. Đám người cái hiểu cái không gật đầu. Náo nhiệt xong, mọi người tản đi, còn lại mấy người hồng sơn vương bá ôm ngực nhìn hỏa yến không quen nhìn nàng vừa về đến liền làm náo động không tước không bằng ngươi đắc ý ta có làm náo động mới được hỏa yến từ lan can nhảy xuống đã lâu không gặp các bằng hữu tại tiên phong trong doanh trại một đoạn thời gian ngày huấn vất vả hơn thạch đầu giang giao và vương bá hoàng hùng đen gầy hơn trước nhưng tinh thần tốt hơn giang giao hỏi không nghĩ các ngươi tại tế dương đánh thắng một trận a à, hòa thật có ngươi cũng không phải ta đánh, hỏa yến khiêm tốn. Đô đốc chỉ huy tốt, lần này có công, có thăng không? Hoàng Hùng cân nhắc thiết thực. Thăng hay không ta không biết, đô đốc đáp ứng, để ta vào Nam Phủ binh. Hỏa yến nói, ta đã thỏa mãn. Quả thật. Hùng Sơn kích động. À hòa, ngươi đạt được ước muốn. Mấy người nói chúc mừng, chỉ thạch đầu tỉnh táo, hỏi. Hòa huynh, ô thác vì sao đột nhiên tiến công Tế Dương, trước kia cũng tới Lương Châu. Hỏa Yến nụ cười nhạt đi, thần sắc ngưng trọng, sau nửa ngày mới nói đại ngụy có thể muốn đánh giặc. Người ô thác mở đầu, sẽ không dễ dàng bỏ qua. Nhiều năm ẩn núp như vậy trung quy cũng chỉ vì giờ khắc này. Tất cả im lặng, chiến tranh, đối với toàn thể dân chúng đại ngụy, không phải chuyện đáng cao hứng. Trong phòng đèn chiếu lay lắt, trước bàn có một thanh niên vẫn còn đang tập trung nhìn quyển sách. Tấu sách trong quân doanh xếp trồng chất, việc trong lương châu vệ nhiều đến núi xử lý mãi không hết. Có người nhẹ nhàng gõ cửa. Tiêu giác không ngừng đầu, chỉ nói. Vào đi. Tiến đến là trầm mộ tuyết, nàng sách giỏ thức ăn, cẩn thận đặt lên bàn nhỏ, nói, đô đốc, người đã xem quân vụ hồi lâu, ăn một chút gì. Tiêu giác lên tiếng, không đứng dậy, trầm mộ tuyết thở dài. Tiêu giác trở về, nàng còn trong y quán thức đêm, xuân hạ giao mùa, lương châu vệ binh sĩ dễ phong hàn nàng đang nấu thuốc đã ninh được một nửa, nghe tiêu giác trở về, nàng toan muốn đi xem nhưng những việc đang làm vẫn còn giang dở nên đành thôi. Đường từ tế dương trở lại hành trình xa xôi, tiêu giác cần nghỉ ngơi. Không ngờ trễ vậy, hắn còn nhìn công văn. Tiêu giác là vậy, nàng biết, luôn như vậy, không thay đổi. Trên mặt đất có tế dương đưa thổ sản giao đến, người cầm chút trở về. Tiêu giác nói. Trồng chất hết trong phòng cũng không được. Trầm mộ tuyết gật đầu, cẩn thận sắp xếp những bọc quần áo dưới đất. Mở ra xem, bên trong là rất nhiều bọc quần áo và hòm gỗ. Khi mở ra, nàng thấy toàn là vài vóc và bánh ngọt từ tế dương. Những thứ này ở lương châu vệ không có, vì vậy khi nhận được quà, binh sĩ ai cũng vui vẻ. Trên cùng là một chiếc hộp gỗ tinh xảo, được sơn màu và chạm khắc hình ảnh vị thủy thần tế dương. Khi mở hộp ra, bên trong là thuốc mỡ thoa tay có mùi hương hoa nhàn nhạt. Món quà này tuy không quá quý giá, nhưng lại rất tinh xảo và được các cô gái rất yêu thích. Hộp đựng thuốc mỡ ở Lương Châu không thể sánh bằng tế dương. Thuốc mỡ bên trong có thể dùng để bôi tay, ngâm nước hoặc làm thuốc giúp da không bị khô nẻ. Trầm mộ tuyết rất yêu thích làn da của mình, vì vậy nàng đã chuẩn bị rất nhiều thuốc mỡ, và khi nhận được món quà này, nàng vẫn rất vui mừng. Nàng cầm hộp, nhìn tiêu giác, thẹn thùng, đô đốc, cảm ơn ngươi, có cả thuốc mỡ mà ta rất thích tiêu giác không hiểu, nhìn hộp, nói. Đây không phải cho ngươi. Trầm mộ tuyết đỏ mặt, vội buông hộp, thật xin lỗi, đô đốc, ta tưởng cho ta. Tiêu giác không nói gì, nàng cảm thấy thật sự chật vật, tự mình đa tình. Ngươi chọn cái khác đi, riêng hộp đó thì không được. Tiêu giác nói xong, không nhìn nàng. Trầm mộ tuyết cắn môi, nhanh chỉnh lý lại bọc quần áo, sau đó ôm đồ đi ra cửa. Ánh mắt dừng lại chiếc hộp trên bàn binh sĩ Lương Châu Vệ thường xuyên luyện tập nên ít khi quan tâm đến việc da bị nẻ, họ cũng không tìm kiếm những loại thuốc mỡ dưỡng da thoải mái. Diêm tiêu giác càng không sử dụng thuốc mỡ, hắn nói. Đây không phải cho ngươi. Nghĩa là cho người khác. Hắn muốn đưa ai? Gió đêm mát mẻ thổi qua, náo nhiệt của tế dương còn vương vấn trong tâm trí, trở lại lương châu vệ điều hưu, hỏa yến cảm thấy bỡ ngỡ. Nơi đây không có dòng sông uốn lượn, chỉ có Bạch Nguyệt Sơn Hùng Vĩ và Ngũ Lục Hà Hiền Hòa cùng thao trường rộng lớn. Hỏa Yến bước đi một mình. Gặp lại những người bạn thân ở Lương Châu Vệ, nàng mang theo thổ sản từ Tế Dương chia sẻ với Hồng Sơn, trò chuyện đến khuya mới trở về phòng. Nàng dự định hỏi tiêu giác vào ngày mai liệu mình có thể tham gia luyện tập cùng quân lính Nam Phủ hay không? Nào ngờ, trên đường đi, nàng lại gặp Sở Chiêu. Sở Chiêu không có ứng hương đi cùng, một mình nhìn thấy Hỏa Yến liền nở nụ cười a à, hòa sở huynh hỏa yến nhìn quanh không thấy ai ngạc nhiên đã trễ vậy sở huynh một mình tàn bộ sở chiêu sững sờ cười lắc đầu không chỉ muốn tìm người giúp giúp gì sở chiêu mở lòng bàn tay khoe ra một viên đá nhặt được từ ngũ lộc hà viên đá này có hình thù độc đáo tạc hình đầu ngựa với chiếc đôi màu đen tuyền a à, hòa có thấy viên đá này giống con ngựa không nhưng cái đuôi của nó hơi dài ta muốn nhờ chặt bớt đi một chút, nhưng giờ đã khuya rồi, có lẽ mọi người đều đã ngủ. Nguyên đang tìm người giúp mình, hỏa Yến nhìn sở chiêu, thầm nghĩ người này có vẻ yếu đuối, e rằng không thể chặt được đá. Nàng thuận miệng hỏi, sở huynh có đau không? Sở chiêu rút ra một thanh trùy thủ mỏng manh, chui dao được chạm khắc hình lá trúc tinh tế. Hỏa Yến nhìn thanh trùy thủ mà không nói gì. Sở chiêu là một người đọc sách say mê, và thanh trùy thủ này có lẽ chỉ được sử dụng để trang trí hoặc cắt trái cây chứ không phù hợp để phòng thân hỏa yến cảm thấy hơi buồn cười khi nghĩ đến việc sở chiêu sử dụng thanh trùy thủ này để tự vệ hỏa yến huynh đưa đá cho ta sở chiêu đưa đá hỏa yến đặt viên đá xuống đất cố định phần đầu ngựa vông tay cầm trùy thủ chặt mạnh tiếng lưỡi dao va vào đá giòn tan chiếc đôi ngựa bị chặt đứt lìa tuy nhiên mũi dao của thanh trùy thủ đã bị sứt mẻ một phần do va chạm mạnh với đá. Hỏa Yến trầm mặc không nói. A à, hòa kỹ nghệ tốt. Sở chiêu không để ý, cao hứng. Ta sẽ mài rũa thêm, khi đó sẽ trông hoàn chỉnh. Hỏa Yến không thể hiểu hành vi của sở chiêu. Nàng cho rằng việc đẽo đá chỉ là công việc của những người thợ thủ công làm để kiếm sống. Tuy sở chiêu có vẻ thích thú với việc này, giống như vương công đại thần thích trồng trọt, nhưng Hỏa Yến lại không cảm thấy hứng thú nàng không thích những thứ thô kịch và bình dân. Sở chiêu cất thanh trùy thủ, cầm viên đá lên và cười, A còng NAM, luôn phiền ngươi làm sự tình này, ta không có gì cho ngươi, thật hổ thẹn. Tiện tay thôi, sở huynh không cần để trong lòng, ta ném tạ đá tốn rất nhiều sức, giúp ngươi chặt chốt đá này thật rất không tốn nhiều khí lực. Hỏa yến nhún vai, trừ cái đó, ta cũng không giúp ngươi. Sở chiêu cúi đầu cười. Trước tài tế dương, A à, hòa không phải đưa quần áo cho ta sao? Hắn đỏ mặt. Mặc dù ta không dùng, nhưng thật lòng rất cảm ơn ngươi. Hỏa Yến, đúng vậy, vì ta thấy người yếu ớt nên mới tiện tay giúp đỡ. Nếu là người khác, ta cũng sẽ làm vậy thôi. Sở huynh có tính toán gì? Hỏa Yến hỏi, dự định ở Lương Châu Vệ. Thân phận của Sở Chiêu vẫn còn nhiều bí ẩn, khiến cho Hỏa Yến cảm thấy khó hiểu. Nàng biết rằng Lương Châu Vệ không phải là một nơi tốt đẹp nhưng sở chiêu đến đây vì lý do gì thì nàng vẫn chưa thể nắm bắt được tiêu giác với bản tính lạnh lùng và cẩn trọng cũng không muốn can thiệp vào chuyện này sẽ không sở chiêu lắc đầu chờ chuyện ở tế dương xử lý xong ta sẽ hồi kinh tế dương chiến sự không phải đã lắng lại rồi sao sở huynh còn phương diện nào si su o ôn thòa sở chiêu nhìn hòa yến cười ôn hòa nhưng có thâm ý a à, hòa ngày sau sẽ rõ Cảm ơn bạn đã ghé thăm kênh Holic Audio, chương 163, Thẩm Đại Tiểu Thư. Giúp sở chiêu bổ xong đá, Hòa Yến trở về phòng. Khi về đến phòng, nàng nhận ra mình không đóng cửa giữa lúc rời đi, giờ đây cửa giữa đang mở rộng, có thể nhìn thấy phòng của tiêu giác. Tiêu giác ngồi trước bàn, không đọc cuốn sách, dưới ánh đèn, hắn từ từ nhắm mắt, đầu ngón tay vuốt chán, như đang chợp mắt. Hòa Yến nghĩ thầm, thật đáng thương, Trở về đến giờ vẫn chưa được nghỉ ngơi. Nàng bước đến bên tiêu giác, xoay người nhìn hắn, ánh đèn mở ảo rơi trên khuôn mặt hắn, làm tôn lên vẻ tuấn mỹ thêm phần mông lung. Lông mi dài và dày như chiếc quạt nhỏ, khiến người khác muốn đưa tay chạm vào. Khi đầu ngón tay sắp chạm vào lông mi, có tiếng người vang lên. Làm gì đấy? Hỏa yến giật mình rụt tay lại, tiêu giác đã mở mắt, ánh mắt lạnh lùng lướt qua nàng. Không có gì. Hỏa Yến thản nhiên đứng thẳng, trên mặt ngươi có con côn trùng, ta giúp ngươi đuổi đi. Tiêu giác không để ý nàng. Đã khuya rồi, Hỏa Yến nói, đô đốc, ngươi nên ngủ đi, ngươi đã nhìn sổ sách cả ngày, không định nghỉ ngơi sao. Tiêu giác vuốt cổ tay, thần sắc có chút mệt mỏi. Trước kia ở Tế Dương, họ ở chung một phòng, thậm chí không có cửa chắn. Nhưng khi đó, ngoài mấy ngày cuối, cũng không có việc gì cần làm. Mỗi ngày đều tắt đèn nghỉ ngơi sớm vừa về đến tế dương công việc lại nhiều hơn xem xong sẽ ngủ hắn nói ngày mai ta có phải theo nam phủ binh huấn luyện không cần nói với lương giáo đầu sao hỏa yến hỏi tiêu giác không cần ta đã nói với lương bình rồi hỏa yến gật đầu nhẹ ngươi dường như không lo lắng hắn nhướng mày tại sao phải lo lắng nam phủ binh huấn luyện nhiều hơn lương châu vệ ta đã biết hỏa yến thở dài người thường đi chỗ cao huấn luyện khổ cực, nhưng có tiền đồ. Trong lúc nói chuyện, ánh mắt nàng liếc thấy trên bàn có một giỏ thức ăn. Trước kia bàn này đầy thổ sản thôi Việt Chi đưa đến, giờ đã dọn dẹp sạch sẽ, chỉ còn giỏ thức ăn. Hỏa Yến hỏi, đồ đốc, ngươi chưa ăn cơm sao? Làm sao? Không ăn không được, Hỏa Yến mở giỏ, bên trong thức ăn rất phong phú, có thịt, rau và điểm tâm. Hỏa Yến ồ, lên một tiếng, thán phục, Lương Châu vệ giờ đây có món ăn tốt vậy sao? nhưng ngay sau đó lại tự phủ định. Không đúng, đây chắc là thức ăn riêng của đô đốc ngươi. Làm đô đốc thật tốt, thức ăn riêng đều tinh xảo thế này, chỉ ngươi ăn ngon nhất. Tiêu giác không nói gì. Ngươi đã thấy qua. Hỏa Yến thầm nghĩ, nàng thực sự đã thấy qua. Khi làm phi hồng tướng quân, nàng ăn còn không bằng một nửa tiêu giác. Đừng nói điểm tâm, có thịt là tốt rồi. Có lẽ vì tiêu giác là con trai thứ hai của tiêu gia, còn nàng năm đó chỉ là nhân gia phổ thông tướng quân cũng có phân loại khác biệt, nhưng đầu bếp lương châu về tay nghề thật tốt, điểm tâm khắc hoa thật đẹp. Hỏa Yến gọi hắn, đô đốc, người mau tới ăn đi, nếu không sẽ nguội mất. Tiêu giác nhìn nàng một cái, thấy nàng nhiệt tình như chủ quán rượu, cảm thấy buồn cười, nhưng ngay sau đó thần sắc trở lại bình thường, đi đến bàn ngồi xuống. Tại Tế Dương, họ thường xuyên ăn chung bàn, đã thành thói quen. Hỏa Yến vô thức đưa cho hắn một đôi đũa, tự mình cũng cầm một đôi. Thật ra nàng đã ăn tối rồi, nhưng quen thuộc với bánh nướng lương châu vệ, lượng ăn vốn đã lớn, giờ quên mất mình không còn ở tế dương, không phải. Ôn Ngọc Yến vui vẻ cầm một miếng bánh ngọt. Khi kẹp miếng bánh, Hỏa Yến mới nhận ra, ngẩng đầu nhìn người đối diện. Thanh niên dù bận vẫn ung dung nhìn nàng, nhướng mày. "Ta chỉ ăn một chút." Hỏa Yến nói. Đồ đốc sẽ không hẹp hỏi thế chứ. Giờ đây trước mặt Tiêu Giác, nàng ngày càng to gan, vừa mới vào lương châu vệ dù bị đánh chết cũng không dám nghĩ mình có ngày dám làm càn trước mặt tiêu giác ăn cơm không cần nói tiêu nhỉ công từ lạnh nhạt nói hỏa yến trong miệng đầy bánh ngọt nhìn người đối diện cực kỳ yêu nhã ăn nói không rõ đô đốc món này ngon lắm ngươi lại nói gì thế hỏa yến nuốt thức ăn trong miệng ta nói đầu bếp này rất hợp ý làm thức ăn cũng đô đốc thích đương nhiên ta cũng thích tiêu giác cười nhạt ngươi có cái gì không ăn hắn thói quen đả kích người khác, hỏa yến sớm đã không để tâm. lúc này nàng thấy trên bàn có một hộp gỗ lớn, thuận tay cầm lên, thấy đầu hộp khắc hình lễ thủy thần tế dương, ngẩn ra đây là thôi đại nhân đưa. tiêu giác đúng. hỏa yến mở ra xem, như là thuốc mỡ xoa tay, lại ngửi ngửi một mùi hoa nhẹ nhàng, không khỏi thán phục đồ tế dương thật tinh xảo. thôi đại nhân nhìn thì mạnh mẽ, không ngờ lại nhẫn nhụi thế này, còn chuẩn bị cho ngươi. Tiêu giác mỉm cười. Ta không dùng được. Vì sao? Hỏa yến không hiểu, không phải rất đẹp sao? Gai mũi. Hỏa yến. Làm công tử nhà giàu thật sự là có ánh mắt cao, mùi thanh đạm dễ chịu này bị hắn nói thành gai mũi. Hỏa yến hỏi, người ta thành tâm tặng, người không dùng chẳng phải rất tiếc. Người thích thì lấy đi. Tiêu giác không kiên nhẫn. Hỏa yến, thật, thấy tiêu giác không phản bác, biết hắn không đùa, liền cất kỹ hộp gỗ. Hộp nhỏ, lại làm nàng nhớ tới một việc khác. Tại thôi phủ tế dương, cùng người ô thác đối chiến, hỏa yến bị thương. Lâm song hạc đưa nàng hộp thuốc trừ sẹo, giống hộp trước trầm mộ tuyết tặng. Lâm song hạc nói thuốc này chỉ tiêu giác có. Nàng nghĩ, rồi hỏi tiêu giác, đô đốc, ngươi có phải từng nhờ trầm cô nương đưa ta hộp thuốc trừ sẹo. Tiêu giác dừng đũa, chỉ hỏi. Không muốn. Thật là ngươi tặng, hỏa yến trần trừ, ngươi. Có phải nghĩ rằng nữ tử có sẹo là xấu hổ và yếu đuối? không thể để người khác biết. Năm đó hứa chi hằng cũng nghĩ vậy, nàng không nói thêm, chỉ là có chút tổn thương trong lòng, không dễ xóa nhòa. Cảm giác này rất quen thuộc, nếu nam tử trong thiên hạ đều nghĩ vậy, nàng cũng không ngoại lệ. Nhưng nếu là tiêu giác, hỏa yến nghĩ, có lẽ nàng sẽ thất vọng. Mặc dù thất vọng này cực kỳ vô lý, tiêu giác nhàn nhạt, nhạt, nhạt nhìn nàng. Ngươi nghĩ nhiều. Hỏa yến sững sờ, thanh niên giọng điệu rất bình thản vết sẹo mà thôi, ai cũng có, người không cần lo lắng, cũng không cần tự trách mình. Có thể chữa thì chữa, không thể thì thôi, người cũng không cần đối xử khắt khe với bản thân. Không cần đối xử khắt khe với bản thân. Hỏa Yến cúi đầu, không nói thêm, trong lòng nắm chặt hộp gỗ. Một lát sau, nàng mới khẽ nói, xem ra là ta hẹp hòi. Có lẽ, nàng thực sự không cần đối xử quá khắt khe với bản thân. Sáng sớm hôm sau, Hỏa Yến đi huấn luyện cùng Nam Phủ Binh. Nam Phủ Binh khác với Lương Châu Vệ, khi Hỏa Yến mới đến Lương Châu Vệ, tất cả đều là tân binh. Tân binh tính tình hoạt bát, cả ngày náo nhiệt, trong lúc huấn luyện vẫn có lúc cười đùa. Nhưng Nam Phủ Binh đều là lão binh, nghiêm túc vô cùng. Không ai nói chuyện, bầu không khí căng thẳng như chuẩn bị ra chiến trường. Phó Tổng binh Nam Phủ Binh là Điền Lãng, Hỏa Yến từng gặp người này khi trà ngọc bội cho tiêu giác, bị hắn mắng mỏ. Điền lãng tính tình lạnh lùng, làm hỏa yến nhớ lương bình ồn ào hay mã đại mai hỏa ái, thậm chí cả trầm hãn nhiệt tình lo lắng, đều trở thành đối tượng nàng nhớ. Điền lãng cũng chú ý đến hỏa yến. Nam phủ binh đã lâu không nhận tân binh, nếu có người mới vào, cũng không phải tân binh lương châu vệ. Nhưng thiếu niên tên hỏa yến này lại không phải tầm thường, tên tuổi vang dội ở lương châu vệ. Nghe nói từng đấu với Nhật đạt mộc tử mà không thua, sau cùng đi cùng tiêu giác đến tế dương, cùng đối kháng với người ô thác. Đối với tiêu giác, đã rất tín nhiệm thiếu niên này. Thiếu niên này thoạt nhìn yếu ớt, tưởng rằng không theo nổi huấn luyện nam phủ binh, nhưng hắn hoàn thành rất tốt, không thấy cố gắng qua mức. Điền lãng mới hơi yên tâm, hỏa yến là người tiêu giác chọn vào nam phủ binh, nếu không hoàn thành huấn luyện, tiêu giác sẽ không vui. Đối với cấp trên trẻ tuổi, điền lãng luôn e ngại. Hỏa yến không biết mình vì quan hệ tiêu giác đã thành nhân vật cần chú ý trong mắt phó tổng binh. Điều vui nhất có lẽ là sau khi kết thúc huấn luyện có thể đến diễn võ trường bên cạnh tìm hồng sơn bọn họ. Vừa bước vào, nghe thấy tiểu mạch hô lên. A à, hoặc ca à, thế nào? Nam phủ binh lợi hại không? Các ngươi có tỷ thí không? Không có. Nam phủ binh đều luyện tập nhiều năm, không còn tranh cường háo thắng. Có lẽ trong mắt họ, hỏa yến cũng chỉ là binh sĩ bình thường, không đáng tôn ánh mắt. A à, hòa, sao không cho họ thấy bản lĩnh của ngươi? Cũng may Nam phủ binh trong đó dừng chân. Hồng sơn cười trêu. Bị dậy làm người chứ? Vương bá khẽ nói. Nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên. Nam phủ binh không phải lương châu vệ, một đám rác rưởi. Hỏa yến cười nhìn hắn. Vương huynh, ngươi đây là mắng tất cả chúng ta, ngay cả chính ngươi cũng mắng, vậy được sao? Ta đã là người tiên phong danh. Hắn kêu căng nói. Không thuộc lương châu vệ. Giang Giao không nói gì. Đó cũng là tiên phong doanh lương châu vệ. Trong lúc nói chuyện, Hỏa Yến nhảy lên diễn võ đài bên cạnh Lan Can. Nàng thích ngồi trên đó, đung đưa hai chân, nhưng khi vừa nhảy lên, trong ngực một vật rơi ra. Rơi xuống chân thạch đầu. Thạch đầu xoay người nhặt lên, tiểu mạch hỏi. Đây là cái gì, có ăn được không, tựa như thuốc mỡ thoa tay xoa tay. Hoàng Hùng hỏi. Ta từng thấy muội ta dùng, cái này vẽ gì trên đó. Thế dương thành thủy thần lễ đồ án. Hỏa Yến nói: "Chỉ vậy thôi, ngươi sao thế?" Vương Bá chán ghét nhìn nàng. Thuốc mỡ thoa tay, thứ này không phải nữ nhân dùng sao? Ngươi là nam tử, dùng thứ này, không buồn nôn sao? Hỏa Yến: "Nam tử sao không thể dùng thuốc mỡ thoa tay? Ta đây là giảm cứu, các ngươi làm sơn phỉ, không hiểu những thứ này. Ngươi dựa vào gì xem thường sơn phỉ?" Vương Bá giận dữ: "Chúng ta sơn phỉ cũng phân đủ loại." thấy sắp ầm ĩ giang Giao vội đứng ra khuyên tốt rồi chớ ồn ào nhưng hòa huynh chúng ta mỗi ngày múa đau làm côn ngươi dùng cái này không có tác dụng gì chỉ sợ hôm nay vừa dễ chịu ngày mai đã vạch phá làm dịu tay tốc độ chưa kịp vạch phá tay tốc độ nhanh dù sao tại diễn võ trường huấn luyện tay nào không bị thương suy nghĩ một chút vừa xoa dầu thơm sau đó nâng đá lớn người khác nghĩ nàng có bệnh hòa yến nói tấm lòng của người tế dương, chúng ta không nên lãng phí. Vừa nói, vừa vươn tay, lấy lại hộp thuốc mỡ thoa tay từ thạch đầu. Tay vừa đưa nửa, giọng nữ vang lên. Đây là gì? Mọi người nhìn lại, thấy trầm mộ tuyết, trong bóng đêm, nàng cầm đèn lồng, tay nhấc sổ dược, áo trắng thanh lệ, như thiên tiên. Nàng nhìn hộp trong tay thạch đầu, trần chờ nói. Đây là, cao xoa tay, đúng. Hồng Sơn nói, có thể cho ta xem một chút không? mỹ mạo y nữ thỉnh cầu, không ai cự tuyệt. Trầm mộ tuyết cầm hộp, thấy rõ đồ án thủy thần, ánh mắt lấp lóe. Một lát sau, nàng ngẩng đầu, nhìn mọi người, hỏi đây là của ai? Của ta, Hỏa Yến nói. Trầm mộ tuyết nhìn nàng, lúc này trời tối, diễn võ trường chỉ có ánh đuốc. Thiếu niên ngồi trên lan can, mang theo ý cười tàn mạn. Khiến khí khái hào hùng ngũ quan nàng cũng thêm phần nhu hòa, nhất là đôi mắt, sáng tỏ, nếu sinh trên nữ tử không biết bao nhiêu rung động lòng người. Trầm mộ tuyết vì ý nghĩ này mà kinh hãi. Hỏa Yến đưa tay lấy hộp, trầm mộ tuyết lùi lại, không trả, chỉ nhẹ giọng hỏi cái này. Đồ đốc cho ngươi. Nàng đã thấy trước, Hỏa Yến gật đầu, đúng vậy. Trầm mộ tuyết thân thể cứng đờ. Hỏa Yến thấy nàng thần sắc kỳ lạ, nghĩ một lúc, mới hỏi, trầm cô nương, ngươi thích hộp này. Nếu thích, ta có thể tặng ngươi. Giang Giao nói đúng, thuốc mỡ bôi tay dùng cho nàng, thiệt sự là phí của trời. Bàn tay của nàng chi chít những vết chai sần và vết thương, nếu cứ tiếp tục luyện tập mà không có thời gian nghỉ ngơi để hồi phục, e rằng nàng sẽ không thể kéo nổi cây cung. Trầm mộ tuyết vốn nổi tiếng với tính cách thanh lãnh, hiếm khi thể hiện cảm xúc giận dữ hay nói lời nặng nề. Tuy nhiên, hôm nay, nàng lại tỏ ra vô cùng tức giận, đây là lần đầu tiên Hỏa Yến chứng kiến điều này. Tiểu mạch vội vàng giật góc áo của Hỏa Yến, nhỏ giọng không cần quay người sách sổ đi hỏa yến không kịp chào tạm biệt trầm mộ tuyết tại lương châu vệ mặc dù tính thanh lãnh chưa từng giận dữ hay nói lời nặng hôm nay rõ ràng tỏ rõ tức giận lần đầu tiểu mạch giật góc áo hỏa yến a à, hòa à, ca trầm cô nương như tức giận ngươi tại sao vậy hỏa yến ta đâu biết vì sao nàng và trầm mộ tuyết luôn nước xiếng không phạm nước sông sau khi về còn là lần đầu nói chuyện phản ứng của trầm mộ tuyết thật không hiểu. Có phải nàng thích ngươi? Hoàng hùng vuốt cổ Phật Châu. Thấy ngươi không hiểu phong tình, nên tức giận. Kéo đi, trầm mộ tuyết nhìn chúng hắn. Vương bá khịt mũi coi thường. Giữa ban ngày mộng mị. Được rồi. Giang giao vỗ vai hòa yến. Hòa huynh, cử chỉ bình thường phải chú ý, tránh hiểu lầm. Hắn tựa nhớ vị hôn thê, ánh mắt buồn bã. Làm lỡ tính mạng người không tốt. Hòa yến. Vì trầm mộ tuyết, Hỏa Yến và các huynh đệ thảo luận một lần vì sao trầm mộ tuyết giận. Cuối cùng không ra kết quả. Kết luận, có thể nàng nhìn Hỏa Yến không vừa mắt, nữ tử cách một đoạn thời gian, nhìn một người không vừa mắt. Cùng bạn tốt cơm nước xong, trời tối hẳn, Hỏa Yến về phòng, giữa đường gặp sở chiêu. Đã khuya thế này, sở huynh sao còn bên ngoài? Hỏa Yến chào hỏi. Hôm nay cũng nhặt đá sao? Sở chiêu cười. Làm sao từ miệng Hòa Huynh, ta giống đồ đần. Hỏa Yến nghĩ, nửa đêm không ngủ đi nhặt đá, thật như đồ đần. Ta thấy đêm có gió, mai có thể mưa, đem sách phơi ngoài vào. Sở chiêu chỉ sách trong tay. Hỏa Yến. Thì ra là vậy. Phòng của sở chiêu vẫn đơn sơ như lần trước, không có gì thay đổi nhiều. Lần trước còn có đầu bếp đi theo, nhưng lần này từ Tế Dương đến Lương Châu Vệ, chỉ có ứng hương và vài người hầu đi cùng. Vì vậy, cuộc sống của sở chiêu ở đây khá đơn giản, đảm bạc. Tuy nhiên, dù trong hoàn cảnh khó khăn, Sở Chiêu vẫn giữ phong thái ung dung, thanh tao, toát lên vẻ nhã sĩ phi thường. Nhìn vào Sở Chiêu, người ta không cảm thấy chật vật, ngược lại còn cảm nhận được sự thanh lịch và tao nhã của anh. Nghe Hòa Huynh hôm nay đi huấn luyện Nam Phụ Binh, thế nào, có không thích ứng? Sở Chiêu cùng nàng về, hỏi. Tạm được. Hòa Yến cười. Trừ phó Tổng Binh ít nói, mọi việc đều tốt. Sở Chiêu lắc đầu cười hòa huynh thật bản lĩnh tại đây cũng thích ứng hỏa yến quan sát sở chiêu nhận thấy anh ta luôn nói chuyện một cách nhẹ nhàng lịch thiệp và tốt bụng dù biết nàng là người của tiêu giác và có lập trường riêng sở chiêu cũng không hề hỏi han gì về quân vụ lời nói và cử chỉ của anh ta rất chừng mực ngay cả khi tán gẫu cũng không bao giờ đụng chạm đến những chuyện buồn phiền trong cuộc sống hàng ngày nếu là một người phụ nữ bình thường lâu dần sẽ cảm thấy áy náy và có lỗi vì đã vô tình lợi dụng lòng tốt của sở chiêu so sánh bản thân mình với một kẻ tiểu nhân so với tấm lòng quân tử của anh ta. Thêm vào đó, ngoại hình tuấn tú của sở chiêu càng khiến cho cảm giác ấy náy này dễ dàng biến thành sự tiếc nuối, và từ tiếc nuối đến yêu thương chỉ là một bước ngắn. Chính vì vậy, không có gì ngạc nhiên khi sở chiêu là người trong mộng của hầu hết các cô gái ở Sóc Kinh. Tuy nhiên, trái tim hỏa yến lại hướng về tiêu giác nhiều hơn, nàng nhìn sở chiêu mình cười ôn hòa, phong thái tao nhã, nhưng thân hình gầy gò lại toát lên vẻ yếu ớt hỏa yến lo lắng nhớ đến lời cảnh báo của hồng sơn nữ tử trong tháng cũng nên nhìn người không vừa mắt như thực thí như bây giờ sở chiêu không làm gì nàng lại chọn ba lấy bốn thật cố tình gây sự tránh suy nghĩ lung tung hỏa yến hỏi sở huynh tính tình tốt chắc là ít khiến nữ tử tức giận a à? sở chiêu nghi ngờ hòa huynh làm cho vị cô nương nào tức giận người này quá nhạy cảm hỏa yến qua loa không phải tức giận chỉ là hôm nay trầm y nữ thấy ta thần sắc kỳ lạ, bạn ta nói. Lời có chút khó nói, nhưng Hòa Yến vẫn nói có lẽ trầm y nữ thích ta. Sở chiêu sướng sờ, sau nửa ngày cười. Hòa huynh, dù ngươi giờ cho dù có phong lưu, nhưng... Hòa Yến buồn bực, nàng không kém thế, nhìn sở chiêu cười, tựa thích nàng là không thể. Trước kia tống đào đào không phải cũng thích nàng. Hòa huynh yên tâm. Sở chiêu ho nhẹ. Trầm y nữ, tuyệt đối không thích hòa huynh. Hòa huynh không cần buồn giàu. Hòa Yến, vì sao? Vì trầm y nữ đã yêu thầm tiêu đô đốc nhiều năm, trong lòng nàng chỉ có tiêu đô đốc, người khác sao có thể lọt vào mắt xanh của nàng. Hòa Yến sừng sốt. Sau nửa ngày, nàng mới hỏi trầm y nữ, thích đô đốc. Hòa huynh không biết sao. Sở chiêu bất ngờ, nghĩ mới nói. Cũng phải, ngươi là tân binh lương châu vệ, không biết. Nhưng đồng liêu trong triều đều biết, trầm y nữ thích tiêu đô đốc đã nhiều năm. Là đại tiểu thư tôn quý của phủ ngự sử, nếu không có tình cảm sâu sắc dành cho một người, sao nàng lại bỏ lại thân phận cao quý, không ngại gian khổ xa xôi đến vùng nghèo để làm y nữ. Sở chiêu cười. Có thể thấy rõ là cực thích tiêu đô đốc. Hỏa yến bỗng sáng tỏ, trong nháy mắt, nàng nhớ ra lý do khiến nàng cảm thấy quen thuộc khi lần đầu gặp trầm mộ tuyết. Thực ra, hai người đã từng gặp nhau trước đây, khi trầm mộ tuyết còn là một thiếu nữ. Vào ngày săn bắn của học sinh Hiền Sương, Thánh Thượng Đích Thân đến dự, thu hút đông đảo quan triều và võ tướng. Trầm Mộ Tuyết, con gái út của ngự sử Trầm, khi ấy sở hữu nhan sắc tuyệt mỹ, thu hút ánh mắt của nhiều thiếu niên, trong đó có Hỏa Yến. Hỏa Yến cũng có mặt trong đám đông thiếu niên hôm ấy. Nàng nhìn thấy Trầm Mộ Tuyết ôm lò sưởi, toát lên vẻ đẹp thanh tao như tiên nữ, khiến lòng nàng vô cùng ngưỡng mộ. Điều đáng chú ý là, trong suốt buổi săn bắn, Trầm Mộ Tuyết luôn hướng ánh mắt về phía Tiêu Giác chương 164, xứng. Hỏa Yến nhớ lại khi đang săn bắn trong sân, cô vẫn còn là thiếu nữ tuổi mười mấy, và đã bị thu hút bởi vẻ thanh tú, sắc xảo của một cô gái trẻ, tự nhiên ánh mắt cô bị hấp dẫn. Có vẻ đó là Lâm Song Hạc, người đã nói. Cô gái này thật xinh đẹp, nếu nói nàng là mỹ nhân đẹp nhất sóc kinh, chắc không ai phản đối đâu. Không ai phản đối cả. Không ngờ trầm ngự sự nghiêm khắc như vậy, nhưng con gái ông lại xinh đẹp đến thế trầm ngự sử là người chính trực sắc bén đối diện với văn tuyên đế cũng dám nói thẳng và hàng ngày cũng rất nghiêm khắc trong triều đình chỉ cần có chút sai lầm đều bị ông nghiêm khắc phê bình tuy nhiên khi còn sống tiên đế đã khen ngợi trầm ngự sử là người có khí phách đại ngụy hiện thái hậu cũng rất yêu quý ông vị trí của ông vững chắc không ai lay chuyển được trong triều đình đồng nghiệp chỉ có thể kính trọng từ xa càng bị đồng sự cô lập văn tuyên đế lại càng thấy ông đáng thương và chính trực coi ông là thần tử trong thanh lưu, đặc biệt khoan dung với ông. Trầm ngự sử có tính cách cứng rắn như tảng đá, nhưng con gái ông lại hoàn toàn khác biệt, xinh đẹp đến mức khó tiếp cận. Nếu dùng từ cổ quái cay nghiệt để miêu tả ông thì thanh lãnh không dính khói lửa trần gian là từ thích hợp cho thiếu nữ xinh đẹp này. Hỏa Yến vẫn nhớ rõ, dù trầm mộ tuyết chỉ là một cô nương, tuổi không lớn, nhưng khi cuộc săn bắn kết thúc, kiểm kê con mồi, tiêu giác được bệ hạ khen ngợi, áo choàng của anh rơi xuống đất. Việc này vốn dĩ nên để tùy tùng nhặt, nhưng trầm mộ tuyết như một tiên nữ, lại tự mình nhặt và đưa cho tiêu giác trên ngựa. Điều này làm cả đám thiếu niên ngạc nhiên, có người nói chua xót. Chúng ta đang nói chuyện náo nhiệt, cô nương này lại nhìn chúng Hoài Cần Huynh. Hoài Cần Huynh sao mà được cô nương ưa thích đến vậy? Tốt xấu cũng nên để lại chút mặt mũi cho chúng ta chứ. Lâm song hạc đông đưa cây quạt thở dài. Đó là vì trầm đại tiểu thư cũng trọng ngoại hình. Hỏa Yến cũng nhìn theo ánh mắt mọi người, thấy một thiếu niên kiệt ngạo phong lưu, và dưới ngựa là cô nương nội liễm tú Mỹ. Chỉ cần nhìn ngoại hình, họ đã là đôi thần tiên quyến lữ, rất xứng đôi. Nàng lặng lẽ cúi đầu, nhìn mình không săn được con mồi nào, thở dài. Người xuất sắc luôn bên cạnh người xuất sắc, nàng chỉ có thể đứng xa nhìn, ngắm sự hăng hái của người khác. Hòa huynh Giọng sở chiêu kéo Hỏa Yến về thực tại, Hỏa Yến lấy lại tinh thần, hỏi nhưng trầm cô nương đi xa đến lương châu trầm ngự sử có đồng ý không trầm ngự sử chỉ có một trai một gái so với sự nghiêm khắc với con trai ông rất cương chiều con gái trầm mộ tuyết thoạt nhìn nhu thuận thủ lễ mặc dù hòa yến không cho rằng nữ tử vào quân doanh là sai lầm không thể tha thứ nhưng trong mắt đa số người đây có thể là ly kinh bạn đạo trầm ngự sử lại là ngự sử làm sao có thể dung thứ cho nữ nhi làm ẩu trầm cô nương muốn đi trầm ngự sử cũng không lay chuyển được hơn nữa sở chiêu cười tiêu tướng quân khi còn sống có quan hệ thân thiết với trầm gia trầm ngự sử và tiêu tướng quân vốn là bạn tốt sau khi tiêu gia gặp chuyện trầm ngự sử cũng giúp đỡ không ít tiêu đô đốc tuổi trẻ tài cao trầm ngự sử vừa tin tưởng vừa có ý định kết thông gia với tiêu gia hỏa yến ngạc nhiên phản bác sao có thể như vậy sở chiêu nhìn nàng dường như không hiểu phản ứng của hỏa yến vì sao không thể đô đốc này thường không gần nữ sắc hòa yến cố gắng nói chỉ chú trọng chiến sự ta thấy hắn và trầm mộ tuyết cũng không có nhiều giao lưu tiểu giáp đối với mọi người đều lạnh lùng đối với trầm mộ tuyết cũng không yêu ái a à, hòa ngươi là cô nương sở chiêu cười không hiểu tâm tư nam tử nếu có một cô nương ưu tú ôn nhu mỗi ngày không nói gì lặng lẽ bên cạnh theo hắn nam trinh bắc chiến người có ý chí sắt đá cũng sẽ cảm động cảm động thành thương tiếc thương tiếc chính là yêu thích. Tiêu đô đốc không đuổi nàng đi, cũng vì thương tiếc tâm ý. Hỏa Yến nhách môi không nói, chỉ cảm thấy lời của sở chiêu không dễ nghe. Nhưng nếu là ngươi, ngươi cũng sẽ từ thương tiếc biến thành yêu thích sao? Hỏa Yến hỏi, sở chiêu sừng sốt, lắc đầu. Sẽ không, vậy sao ngươi biết? Sở chiêu nhìn nàng, mắt mỉm cười. Ta không thích cô nương ôn nhu, ta thích hoạt bát náo nhiệt một chút. Hỏa Yến nhìn hắn, không nói, nghĩ sở chiêu ôn hòa yên tĩnh, lại thích hoạt bát náo nhiệt, thật khó tưởng tượng. Phòng đã ở trước mắt, sở chiêu cười nói. Ta đưa ngươi đến đây, nghỉ ngơi sớm, ngày mai còn huấn luyện. Hỏa Yến gật đầu, cảm ơn hắn, rồi vào phòng. Trung môn hôm nay đóng lại, không biết tiêu giác đã ngủ chưa. Nếu là thường ngày, Hỏa Yến sẽ gõ cửa nói vài lời, nhưng hôm nay không có tâm tư. Nàng rửa mặt, nằm trên giường, nghĩ đến lời của sở chiêu, không khỏi thấy phiền muộn. Tiêu Giác và Trầm Mộ Tuyết, trước đây không nghĩ đến, nhưng nghe Sở Chiêu nói, mới nhận ra nhiều việc mình không để ý. Tại sao chỉ có Trầm Mộ Tuyết là y nữ ở Lương Châu Vệ, trước đây từng nghe Trầm Hãn gọi Trầm Mộ Tuyết là Trầm Tiểu Thư. Những giáo đầu đối với Trầm Mộ Tuyết không chỉ cảm kích mà còn tôn kính. Hóa ra là vì vậy, Trầm Ngự Sử Nữ Nhi, Tiêu Tướng Quân Công Tử, hai người gia thế và dung mạo tương đương, ngay cả phụ thân đều là bạn tốt. Hỏa Yến chờ mình. Đối diện tường, trong lòng nghĩ, thật là sướng đôi. Ngày hôm sau, lại là ngày huấn luyện, sau ngày đầu tiên, ngày thứ hai quen thuộc hơn nhiều. Nam phủ binh không có hai người binh hạng, không đối chiến, hòa bình khắp nơi. Thêm nữa, Nam phủ binh thao luyện chủ yếu là binh trận, Hoa Yến quen thuộc binh trận, biến hóa trong binh trận mỗi lần đều có thể theo, chưa bao giờ cản trở. Điều này khiến Điền Lãng kinh ngạc. Thế nào? Trầm Hãn nhìn Hoa Yến trong binh trận, hỏi Điền Lãng tiểu tử này cũng không tệ chứ. Dù Hỏa Yến giờ là người của Nam Phủ Binh, nhưng từ Lương Châu vệ ra, Trầm Hãn rất quan tâm. Hơn nữa, tiểu tử này còn có quan hệ không tầm thường với tiêu giác, Trầm Hãn cho rằng nên chú ý đến Hỏa Yến. Điền Lãng nói, tư chất không tệ. Trầm Hãn buồn cười, nhớ lại khi Hỏa Yến mới đến Lương Châu vệ, tiêu giác kết luận tư chất quá kém. Lúc đó, các giáo đầu không ai coi trọng Hỏa Yến, nghĩ rằng sớm muộn nàng sẽ bị đầy làm đầu bếp, không ngờ hôm nay hỏa yến lại đi được lâu dài nhất. Quả nhiên, trên chiến trường, ai có thể nói trước. Các giáo đầu khác cũng tới, lúc này Lương Châu về tân binh nghỉ ngơi, Nam Phủ binh nghỉ ngơi ít hơn, họ đến xem hỏa yến thích ứng ra sao. Không cho Lương Châu vệ mất mặt. Lương Bình đắc ý, khiêm tốn nói. Ngày sau xin điền phó tổng binh dạy thêm tiểu tử này. Đừng ngại chúng ta, cần thu thập thì thu thập. Điền lãng, mã đại mai cười. Điền phó tổng binh, thiếu niên này học nhanh, không phải lương châu vệ khoe khoang. Nếu dạy thêm vài thứ, ngày sau sẽ thường xuyên mang lại kinh ngạc. Điền lãng im lặng, với hắn, Hòa Yến chỉ là tân binh có tư chất không tệ, vừa lúc được tiêu giác tín nhiệm. Nhưng nói về tài năng, Nam Phủ Binh có nhiều người yêu tú. Càng nói tới cửu kỳ doanh, chỉ vì lương châu vệ xa xôi, khó ra người như vậy, làm bồ tát dâng cúng, vẫn là ánh mắt có hạn. Lúc nói chuyện, một nữ từ mặc đồ nguyệt bạch từ xa tới gần, Lương Châu vệ chỉ có một nữ tử, đám người rối rít nói. Trầm cô nương. Trầm mộ tuyết tới, nàng đặt rổ trong tay xuống, nói. Ta hái chút dược thảo, đã rửa sạch và phơi khô. Phiền các giáo đầu nấu thành dược chấp, gần đây xuân hạ giao thế, binh sĩ mỗi người uống một nguôi, chống hàn khí. Trầm hãn vội nói cảm ơn. Vất vả trầm cô nương. Quay đầu phân phó người mang rổ đi nấu thuốc, trầm mộ tuyết không vội đi, nhìn binh sĩ thao luyện trên diễn võ trường, ánh mắt rơi vào thân ảnh gầy nhỏ trong đội ngũ, hỏa yến trong đó, rõ ràng không nổi bật, nhưng không ai có thể coi nhẹ. Mấy năm nay, nàng theo Tiêu Giác đi nhiều nơi, gặp nhiều người khác nhau. Tần Bình tới đi nhiều, chỉ có Hỏa Yến khắc sâu ấn tượng, như gió linh động, khác biệt với người xung quanh. Cái hộp dầu mỡ đó, rõ ràng chỉ là hộp dầu mỡ thông thường, nàng ít yêu thích đồ vật, không biểu hiện dục vọng, với Tiêu Giác cũng chỉ là một sự kiện thuận tay. Tiêu giác ngăn lại, sau đó không lâu, nàng thấy cái đó trong tay Hỏa Yến. Tiêu giác từ chối mình vì Hỏa Yến, với thiếu niên tài năng, có thể là tâm phúc tương lai, chăm sóc một chút là tự nhiên. Trầm mộ tuyết hiểu, nhưng tiêu giác dù tín nhiệm ô và Phino, cũng không nhỏ tới mức như thế, giống như đối với cô nương. Nghĩ vậy, trầm mộ tuyết cảm thấy tiêu giác này thường đối Hỏa Yến thật tốt quá mức. Rõ ràng là phòng trình lý tố, trình lý tố đi, Hỏa Yến không rời xa một tân binh ở bên cạnh đô đốc, thực sự khác thường. Tiêu giác không biểu hiện xa cách với hỏa yến, ngầm cho phép nàng nhiều hành vi khác thường. Điểm này dung túng, khiến trầm mộ tuyết bất an. Nữ tử tâm tư luôn tinh tế, trực giác chính xác. Khi tiêu giác và hỏa yến quay lại lần này, trầm mộ tuyết cảm thấy có điều gì đó không ổn. Nàng không muốn vội vàng rời đi, muốn ở lại diễn võ trường thêm một lúc. Trầm mộ tuyết lên tiếng. Sức khỏe của tôi đã cải thiện một chút, các vị giáo đầu có thể uống thuốc trước. Thùng thuốc ở gần đây, phiền cử một người đi lấy cùng tôi. Trầm hãn lên tiếng. Để tôi đi cùng cô. Sau khi nói xong, anh thông báo cho mọi người và cùng trầm mộ tuyết rời đi. Nhìn trầm mộ tuyết khuất dạng lương bình thốt lên. Trầm cô nương thật là một người có lòng giả bồ tát, xinh đẹp và hoàn hảo không chê vào đâu được. Giá mà được cưới nàng làm vợ, dù chết cũng cam lòng. Người mơ háo quá. Một giáo đầu chế diễu trầm cô nương sao có thể thích ngươi trong triều có bao nhiêu người tài hoa và tuấn tú nàng ấy đều không coi trọng sao lại để ý đến ngươi giáo đầu thì sao lương bình không chịu thua trầm cô nương không hề coi thường chúng tôi thậm chí còn nấu thuốc cho chúng tôi nàng ấy là một người cao quý và tốt bụng đối xử với mọi người dựa trên phẩm chất của họ mã đại mai cười trầm y nữ không vì ngươi đúng lão trầm nàng vì tiêu đô đốc ngươi so sao với tiêu đô đốc dung mạo, thân thủ, gia thế tài học, phong thái mưu lược, người không bằng ai, còn nói khoác không biết ngượng. Trầm cô nương nghe được, sớm gọi gia đình đuổi ngươi. Lương Bình, các ngươi là huynh đệ của ta sao? Tiếng gọi, giáo đầu, vang lên khiến mọi người chú ý. Lúc này, binh lính Nam Phủ đang trong giờ nghỉ. Hỏa Yến, giờ không còn thuộc lương châu vệ mà dưới quyền điền lãng, tiến đến chào hỏi các giáo đầu như những người bạn cũ. Nàng nhảy lên đài cao, bước đến giữa mọi người, cất tiếng chào hỏi và cười hỏi. Vừa rồi các vị đang nói gì mà náo nhiệt vậy? Đang bàn tán về một con cóc trong chúng ta, ảo tưởng ăn thịt thiên nga. Một giáo đầu đáp lời, "Hỏa Yến ngạc nhiên. Ý gì, nói về Trầm Y nữ?" Mã Đại Mai cười khẩy, "Nói về thân phận cao quý, phẩm chất thanh cao của Trầm Y nữ, khiến ai cũng mến mộ." Hỏa Yến giật mình khi có người tiến đến gần và thì thầm, "Ngươi biết lai lịch của Trầm Y nữ chứ?" Nếu trước đây, Hoa Yến sẽ vô cùng ngạc nhiên, nhưng giờ đã biết thân phận của Trầm Mộ Tuyết, nàng không còn cảm thấy lạ lẫm. Người kia không đợi Hoa Yến trả lời, liền tiếp tục. "Trầm y nữ là tiểu thư của ngự sử đại nhân, nếu không phải vì tiêu đô đốc, sao nàng ấy có thể đi ngàn dặm đến đây? Nếu ta có được một giai nhân như vậy, nhất định sẽ đối xử tốt nhất với nàng ấy trong đời." Hoa Yến thầm nghĩ, gần đây liên tục nghe về Trầm Mộ Tuyết, từng người một đều muốn chen lấn vào hàng để đâm vào trái tim nàng. Những lời đồn đại này không thể tin được. Lương Bình không chịu thua, vẫn cố chấp. Nếu tiêu đô đốc thực sự thích trầm cô nương, sao đến giờ vẫn chưa nói gì? Ta là đàn ông, hiểu rõ nhất, nếu một người đàn ông thích một người phụ nữ, không thể nào che giấu được. Nếu có thể che giấu, nghĩa là không thực sự thích. Trầm cô nương nên mở to mắt nhìn người đàn ông bên cạnh mình. Lương Bình, ngươi thật là bệnh nặng trầm y nữ nên cho ngươi hai bộ thuốc để nhìn cho rõ mắt. Sao đầu óc ngươi lại có thể nói ra những lời vô liêm sỉ như vậy? Đám đông ồn ào, điền lãng lặng lẽ lùi lại một bước, không muốn tham gia vào việc bàn tán chuyện riêng tư của cấp trên. Nếu bị phát hiện, hắn thực sự không thể chịu nổi. Hỏa Yến cũng muốn chuồn đi, không muốn nghe những lời đâm vào tim, nhưng đám người kia không buông tha. Một giáo đầu vỗ vai nàng và nói. Hòa lão đệ, sao không nói gì, ngươi cũng là một thành viên, hãy nói đi, trầm y, y nữ và tiêu đô đốc có phải là trời đất sinh ra một đôi? Lão trầm không biết điều à? Hỏa yên im lặng, mọi người nhìn nàng như thể câu hỏi này rất quan trọng. Nàng cố gắng kìm nén sự bực bội và cười miễn cưỡng. Đúng vậy, trầm cô nương là một mỹ nhân nổi tiếng, xinh đẹp như hoa xuân. Tiêu đô đốc là một người đàn ông hoàn hảo, tuấn tú phi phàm, quả là trời sinh một cặp. Ngay khi vừa dứt lời, cảm giác ủy khuất trào dâng trong lòng nàng nàng thầm nghĩ, bị ai trêu chọc thì cũng thôi, đằng này lại tự đâm vào bản thân mình. Thân phận thì sao? Thân phận của họ có xứng đôi không? Hòa Yến đáp. Đúng vậy, Hiếu Quân Đô Đốc và Ngự Sử Tiểu Thư vốn thuộc hai thế giới khác nhau. Chuyện này không liên quan đến chúng ta. Hòa Lão Đệ, ngươi được Đô Đốc tin tưởng, chắc chắn Đô Đốc sẽ sớm tân hôn và mời ngươi đến dự lễ cưới. Đây là một chuyện đáng mừng, ngươi có nên bắt đầu tích lũy tiền bạc để chuẩn bị quà cưới không? Hòa Yến nghiến răng, cố gắng giữ vẻ bình tĩnh và nói. Đó là điều đương nhiên, chuyện tốt cần chúc mừng, nhất định phải tặng một món quà lớn. Đám người cười vang, bắt đầu bàn tán sôi nổi về việc hòa yến nên tặng gì cho tiêu giác và trầm mộ tuyết khi họ thành hôn, không ai để ý đến vẻ mặt cứng nhắc của hòa yến. Các người rảnh rỗi lắm à. Bỗng nhiên, một giọng nói lạnh lùng vang lên từ phía sau. Mọi người quay lại và thấy tiêu giác đã đến, sau lưng là trầm mộ tuyết và trầm hãn đang sách thùng thuốc biết rằng họ đã bị bắt quả tang khi đang bàn tán chuyện riêng tư của cấp trên, đám người im bặt. Trong lòng may mắn, tiêu giác đoán rằng họ không nghe được nhiều, nếu không anh đã ngăn cản ngay từ đầu. Lúc này anh mới lên tiếng, khả năng là họ mới vừa bắt đầu bàn tán. Tiêu giác bước tới trước, cầm bào màu lam sẫm tôn lên khuôn mặt như ngọc của anh, phong thái như trang sáng, nhưng giọng nói lại lạnh lùng. Anh hướng lời về phía đám người, ánh mắt nhìn hỏa yến, ánh mắt sắc bén như dao găm có rảnh rỗi mà đi nói chuyện linh tinh, vậy ta nhìn ngày huấn luyện các ngươi đều tốt. Các giáo đầu im như thóc, không ai dám nói gì. Điền lãng thở phào nhẹ nhóm, may mắn là hắn có mắt nhìn, không hùa theo đám ô hợp. Nhìn đi, giờ đây họ bị bắt quả tang rồi, càng kiêu ngạo đứng thẳng tắp, ra vẻ khác biệt và chính trực. Trầm hãn trong lòng kêu khổ, biết vậy đã để Lương Bình và Trầm Mộ Tuyết đi lấy thùng thuốc. Hắn cùng Trầm Mộ Tuyết trở về gặp tiêu giác, ba người cùng đến và thấy đám người hỏi hòa yến rằng tiêu giác và trầm mộ kết xứng đôi câu hỏi này có ý đồ khó lường sao lại để hòa yến trả lời chẳng phải là đâm dao vào tim nàng sao không rõ ai là người đã hỏi chỉ nghe hòa yến trả lời mà không suy nghĩ đúng vậy trầm cô nương là một mỹ nhân nổi tiếng xinh đẹp như hoa xuân tiêu đô đốc là một người đàn ông hoàn hảo tuấn tú phi phàm quả là trời sinh một cặp trầm hãn cảm thấy một luồng khí lạnh toát ra từ bên cạnh mình. Nhìn tiêu giác, sắc mặt anh khó coi, như thể bị người khác cướp mất vợ. Trầm hãn thầm nghĩ, sao lại rắc rối như vậy? Hỏa Yến nhìn tiêu giác, vị đô đốc trẻ tuổi với khuôn mặt không biểu cảm. Khóe miệng hắn hiện lên một nụ cười mỉm mai. Mới là tân binh mà dám xen vào việc của giáo đầu. Tinh lực rồi rào nhỉ, xem ra ngày huấn luyện của ngươi còn chưa đủ. Hắn quay sang điền lãng và ra lệnh hỏa yến sẽ được huấn luyện gấp đôi số ngày thông thường điền lãng gật đầu vâng tiêu giác lạnh lùng nói còn không đi hỏa yến đáp đúng nàng xoay người nhảy xuống đài và quay trở lại đội ngũ nàng cảm thấy tiêu giác đang bất mãn với mình nhưng rõ ràng nàng mới là người giận chứ hỏa yến hòa nhập vào đội ngũ cầm chặt cây trường thương trong tay ánh mắt nàng hướng về phía đài cao nơi có bóng người của tiêu giác bên cạnh hắn trầm mộ tuyết đang đứng đó tựa như một viên ngọc quý, tạo nên một cặp đôi hoàn hảo. Hỏa Yến cúi đầu xuống, các giáo đầu lần lượt bị trừng phạt và rời đi với tâm trạng uể oải. Trước khi đi, họ đều bị cảnh cáo rằng nếu ai ở Lương Châu vệ dám nói lời thị phi sẽ phải thu dọn đồ đạc và về nhà. Điền Lãng nhanh chóng tìm cơ luyện binh để chuồn đi, chỉ còn lại Trầm Hãn và Trầm Mộ tuyết trên sân diễn võ. Trầm Mộ tuyết đứng sau Tiêu Giác, nhìn bóng lưng thẳng tắp của hắn, trong lòng cảm thấy đắng chát nàng cùng trầm hãn đến lương châu vệ nghe mọi người bàn tán về việc nàng và tiêu giác xứng đôi vừa lứa trong lòng vừa xấu hổ vừa vui sướng nàng thích nghe những lời khen ngợi đó thích khi tên mình được gắn liền với tên tiêu giác điều đó chứng minh cho nàng thấy rằng nàng và tiêu giác có một mối quan hệ đặc biệt khi nghe hỏa yến nói trầm mộ kết cảm thấy vô cùng phấn khích tuy nhiên khi thấy ánh mắt tiêu giác trở nên lạnh lùng nàng ngây người nàng không dám khẳng định mình hoàn toàn hiểu tiêu giác nhưng nàng cũng hiểu khá nhiều về hắn hắn không thích nghe những lời khen ngợi như vậy và vì điều đó khác biệt với bản thân tiêu giác thậm chí còn tức giận tại sao nghe những lời khen ngợi lại khiến hắn tức giận chỉ có một nguyên nhân duy nhất đó là người nghe không thích bản thân tiêu giác không thích bản thân trầm mộ tuyết cảm thấy buồn bã và nghi ngờ không thích nghe những lời khen ngợi có thể là do không quan tâm nhưng tức giận thì lại là điều ngoài dự đoán Tiêu Giác thường che giấu cảm xúc của mình, đối với nhiều chuyện, hắn tỏ ra thờ ơ. Vậy tại sao hắn lại quan tâm đến việc này? Chương 165, không được đi. Bầu trời dần dần tối lại, các giáo đầu nấu xong dược chấp rồi bưng đi uống cạn. Kể từ khi Lâm Song Hạc đến Lương Châu vệ, Tiêu Giác uống thuốc đều do Lâm Song Hạc phụ trách, nhưng Lâm Song Hạc không bao giờ đáp lời câu chuyện. Trầm Mộ Tuyết đứng đó, Tiêu Giác chăm chú nhìn nam phủ binh thao luyện, không có ý định trò chuyện với nàng lâu dần, tự nhiên cảm thấy ngại ngùng. Nàng vốn là tiểu thư quý phủ, lòng tự trọng mạnh mẽ. Nàng có thể bỏ đi tất cả để cùng tiêu giác chia sẻ hoạn nạn, từ bỏ cuộc sống giàu sang để đến vùng đất nghèo nàn này làm y nữ. Nhưng nàng không thể như những cô gái thường dân, hoặc hạ nhân, thẳng thắn bày tỏ tâm tư với tiêu giác. Trầm mộ tuyết hy vọng rằng chỉ cần nàng ở bên cạnh tiêu giác, anh sẽ nhận ra nàng tốt và chủ động nói rằng họ xứng đôi nhất. Nàng luôn tin tưởng điều này, bởi dù có nhiều mỹ nhân vây quanh tiêu giác, anh vẫn không động lòng. Tiêu giác không gần nữ sắc. Nhưng bây giờ, trầm mộ tuyết lo lắng, nàng cảm thấy nếu tiêu giác không nhận ra sự tốt đẹp của nàng, liệu anh có yêu người khác? Trầm mộ tuyết không thể tưởng tượng được cảnh tượng đó, nàng nhấc giỏ chúc không lên, không từ biệt tiêu giác, quay người ra ngoài. Tiêu giác không thích bị quấy dày khi luyện binh, nàng đã sớm biết rõ điều này. Trầm tiểu thư, có người gọi nàng, Trầm Mộ Tuyết ngẩng đầu, thấy nam tử trong váy dài cười và chỉ về phía trước. Nếu ngươi cúi đầu đi như thế, sẽ đụng vào tảng đá trước mặt. Không xa đó, có một tảng đá lớn, các tân binh lương châu vệ thường dùng nó để mài dao. Giờ đây, tảng đá đầy vết dao và những dòng chữ khắc mắng chửi. Nàng vừa rồi mất hồn, nếu không nhờ Sở Chiêu nhắc nhở, có lẽ đã đụng vào. Trầm Mộ Tuyết dừng lại, cúi chào Sở Chiêu. Sở tứ công tử Nàng biết rõ Tiêu Giác và Sở Chiêu có lập trường khác nhau, nhưng Sở Chiêu thường ngày tốt tính, ôn nhu, khó mà sinh ra ác cảm. Trầm Mộ Tuyết cũng vậy, gặp nhau đều giữ lễ nghĩa. Trầm tiểu thư có tâm sự, Sở Chiêu cười, có phải vì Tiêu Đô Đốc mà lo lắng? Trầm Mộ Tuyết giật mình, nhưng nhanh chóng bình tĩnh lại, nói nhỏ: "Không có chuyện gì, chỉ là đang suy nghĩ về dược lý trong sách thuốc." Sở tứ công tử quá lo lắng. Sở Chiêu gật đầu, định đi tiếp. Khi đi qua, trầm mộ tuyết đột nhiên hỏi. Sở tứ công tử có giao hảo với tân binh tên Hỏa Yến. Trầm mộ tuyết từng thấy sở chiêu nói chuyện với Hỏa Yến. Dù thường ngày sở chiêu gần gũi, nhưng không phải người hay nói chuyện. Nhưng với Hỏa Yến, anh lại rất thân thiết. Hòa huynh, sở chiêu nói. Hòa huynh là bạn tốt của ta ở Lương Châu Vệ. Trầm tiểu thư có chuyện gì muốn tìm hắn? Sở chiêu thừa nhận, trầm mộ tuyết không biết hỏi gì. Sau một lát, nàng hỏi. Đô Đốc và Hòa Yến quan hệ thế nào? Bọn họ, có hòa hợp không? Trầm Tiểu Thư hỏi thật lạ. Sở chiêu nhìn nàng. Hòa Huynh có tài, được Tiêu Đô Đốc tín nhiệm. Trầm Tiểu Thư nên biết rõ Tiêu Đô Đốc không dễ tiếp cận, nhưng Hòa Huynh thì khác, rất dễ mở lòng Tiêu Đô Đốc. So với chủ tớ, ta nghĩ Tiêu Đô Đốc và Hòa Huynh giống như bằng hiếu. Bằng hiếu? Trầm Mộ Tuyết ngạc nhiên. Đô Đốc và Tân Binh, sao có thể làm bằng hiếu? Sở chiêu cười. Tiết giao bằng hữu là do tâm tính, không phân biệt tuổi tác, thân phận. Tiêu Đồ Đốc rất tốt với Hòa huynh, ở Tế Dương, họ ở chung phòng, ăn chung bàn. Tiêu Đồ Đốc còn mua y phục cho Hòa huynh, nếu nói là cấp trên và thuộc hạ thì quá gượng ép. Trầm Mộ Tuyết nghe mà kinh hãi, Tiêu Giác ưa sạch sẽ, ăn chung bàn đã là cực hạn, còn ở chung phòng. Nàng không thể tưởng tượng được, còn vì Hòa Yến mua trang phục, Tiêu Giác khi nào quan tâm đến việc nhỏ nhặt như vậy? sở chiêu nhìn trầm mộ tuyết trầm tiểu thư lo lắng gì trầm mộ tuyết lùi một bước lắc đầu không có trầm tiểu thư từ sóc kinh đến lương châu đã chứng tỏ nàng kiên định và dũng cảm sao lại sợ chuyện này trầm mộ tuyết không nói gì trầm tiểu thư lo lắng ta hiểu hòa huynh là bạn tốt của ta ta không thể nói nhiều nhưng ta kính nể tâm ý của nàng nếu thật sự không bỏ xuống được hãy tự tìm hiểu đôi khi nên tin tưởng trực giác của mình đặc biệt là phụ nữ. Trầm mộ tuyết nhìn sở chiêu, nhưng cảm thấy lạnh lẽo. Ta không hiểu sở tứ công tử nói gì. Nàng siết chặt giò, nhanh chóng đi qua sở chiêu. Ta phải về bào chế dược liệu, cáo từ. Trầm mộ tuyết vội vã rời đi, bóng lưng lộ vẻ chật vật. Sở chiêu nhìn theo, mỉm cười. Càng ngày càng thú vị. Trầm mộ tuyết. Hắn nói nhỏ. Tiêu hoài cẩn, ngươi chọn ai? Trên diễn võ trường, ngày huấn luyện kết thúc. Lâm song hạc đi ngang qua, thấy tiêu giác tan binh, liền lên tiếng chào và dự định cùng tiêu giác về ăn cơm. Hoài cẩn, ngươi có phải đã làm khó hòa muội muội không? Ta lâu rồi không thấy nàng, ngươi nhớ kỹ, nàng còn tổn thương, nên để nàng tĩnh dưỡng nhiều hơn. Tiêu giác lạnh lùng, xen vào chuyện người khác, hòa muội muội là bằng hữu của ta và ngươi, bằng hữu nên giúp đỡ nhau, trước lo cho ngươi đã. Lâm song hạc cảm thấy tiêu giác hôm nay tâm trạng không tốt, dù bề ngoài không bộc lộ rồi thấy sở chiêu đi tới liền lên tiếng chào sở tứ công tử sở chiêu thấy tiêu giác và lâm song hạc cười tiêu đô đốc lâm công tử trễ rồi sở tứ công tử làm gì ở đây lâm song hạc hỏi vừa đi ngũ lộc hà về thời tiết ấm lên ngũ lộc hà ban đêm mát mẻ tiêu giác lạnh lùng không để ý sở chiêu lâm song hạc thì thân thiện hỏi sở tứ công tử đeo gì ở thắt lưng sở chiêu nhìn xuống, cười. Chỉ là viên đá thôi. Lâm song hạc ngạc nhiên, sở ra không đến mức nghèo, sao lại đeo đá. Sở chiêu đưa viên đá cho lâm song hạc, đó là viên đá bình thường, nhưng có hình dạng con ngựa, đầu ngựa có khắc dấu vết. Viên đá không đặc biệt gì. Sở tứ công tử đeo viên đá này làm gì? Lâm song hạc trả lại, nói. Đá không xứng với thân phận sở tứ công tử, bạn bè tặng, dù là đá cũng quý. Sở chiêu chân thành trả lời. Lâm song hạc hiểu ra, cười hỏi. Cô nương nào tặng ngươi? Sở chiêu ngạc nhiên, lắc đầu cười. Không phải, là hòa huynh. Lời này làm mọi người im lặng. Tiêu giác nhìn sở chiêu, lâm song hạc hỏi. Ngươi nói là hòa, huynh tặng, đúng, đã do nàng khắc. Sở chiêu nói. Lâm song hạc kinh ngạc. Hòa yến thế mà tặng đá, rõ ràng là rất yêu thích. Nhưng sở chiêu không phải lương phối, ra thế sở ra phức tạp, từ phinh đình dễ dàng tìm lý do đối phó hỏa yến sở chiêu biết rõ thân phận hỏa yến lâm song hạc nhìn sở chiêu cảm thấy địch ý sở chiêu thấy rõ không đổi sắc nhìn tiêu giác công tử trẻ tuổi dưới bóng đêm dáng người tuấn tú ánh mắt sắc bén sở chiêu cười chắp tay ta về trước không quấy giày nữa ngày mai gặp rồi quay người đi làm sao lại cảm thấy sở tử lan có ý đồ xấu lâm song hạc nói nhỏ trong phòng đèn lại sáng tiêu giác thay y phục ngồi trước bàn đọc quân sách từ kinh thành lâm song hạc bưng mứt quả vào để lên bàn tiêu giác tiêu giác nhìn hắn đây là gì quả mơ ngươi thích ăn chua không ướp gia vị chua lắm đem đi tiêu giác nói ta không đi sở tử lan đã nói vậy ngươi không động thủ hòa muội muội bị bắt cóc là chuyện sớm muộn không liên quan đến ta ngươi ta hòa muội muội đã cùng nhau trải qua sinh tử sở tử lan muốn gì ai cũng nhìn ra hòa muội muội yêu sở tử lan nhưng không thành thân ngươi nói người đó tạo nghiệt gì tiêu giác lặng lẽ không ngăn lâm xong hạp nói tiếp không cưới được người ta còn muốn trêu chọc người đó phẩm hạnh không tốt hòa muội muội tốt thân thủ giỏi nghĩa khí đẹp chỉ là gia thế bình thường sao kém ai ngươi và sở tử lan có thể đấu ngang đem tâm tư hòa muội muội về, rồi tính tiếp. Tiêu giác cười lạnh. Ngươi coi ta là ai? Ta biết, việc này khó khăn. Nhưng ngươi nghĩ, sở tử Lan không kiêng nể gì, sớm muộn xảy ra chuyện. Ngươi dám nói hắn không có người của từ phinh đình bên cạnh. Tin tức truyền về, hòa muội muội gặp phiền toái lớn. Ta không thể khoanh tay đứng nhìn, ngươi cũng không thể, ngươi và nàng từng đóng giả vợ chồng, sao có thể vô tình. Tiêu giác nói. Lại nói nhảm, ngày mai ta cho người đưa ngươi về sóc kinh. Lâm song hạc nghẹn lời, thở dài. Ta nói, ngươi không ra tay, ta sẽ ra tay, không thể để hòa muội muội bị từ phinh đình bắt nạt. Nói rồi đi ra, phòng lại yên tĩnh, tiêu giác nhìn mứt quả, cảm thấy bực bội, bút gãy đôi. Cửa mở, có tiếng gõ. Đô đốc, ta vào được không? Tiêu giác. Không trả lời ta coi như đồng ý. Người này nói, đẩy cửa, đối diện ánh mắt lạnh lẽo của tiêu giác. Hỏa Yến đứng thẳng. Đô đốc, ngươi ở đây, sao không nói tiếng nào? Có việc. Tiêu giác hỏi. Ta muốn hỏi, ngày mai luyện tập, theo lượng hôm nay hay như trước? Dù hôm nay làm tiêu giác giận, Hỏa Yến vẫn phải hỏi. Nếu đủ sức, tăng gấp 5 lần. Nghe như cơn giận chưa tan, Hỏa Yến nghĩ, hôm nay không chọc tiêu giác, gật đầu. Ta biết, đô đốc nghỉ ngơi sớm, ta còn có việc, không quấy dày. Rồi định đi ra. Ngươi bận. Tiêu giác hỏi. Chuyện gì? Sở tứ công tử bảo ta qua, nói có chuyện quan trọng. Hỏa Yến nói. Thời gian không sai biệt lắm. Tiêu giác nhìn nàng. Đồ đốc trẻ tuổi dưới ánh đèn, dùng nhan tuấn mỹ, da như ngọc, mắt lạnh lùng, ánh mắt sắc bén. Giọng anh bình tĩnh, nhưng có nộ khí. Không được đi. Phần này đến đây là hết. Nếu các bạn yêu thích kênh, hãy nhấn theo dõi nhé. Cảm ơn các bạn.